Chú Năm. Đó, chú Năm thấy con mua trái cây toàn là trái cây tươi không nè, trái cây xịn không nè. Cảm thơm quá. Trời ơi, hôm nay đám giỗ ai vậy? Đám giỗ gì chú, chân Tết mà. Mày chân Tết mày mua ba cái này, mày chân Tết cái gì vậy trời? Thì cam, cam trội, chú Năm nhìn nè, cam tươi, vàng ươm, đẹp không? Quá đẹp. Nè, tôi nói cho chị biết nghe chị nha, Tết nhất không ai mà đem cái cam này lên chân hết á. Để chi, chân cam lên chi, để nguyên một năm nè. Cam chịu nè, cam khổ nè, cam cực nè, đủ thứ cái chuyện gì để chịu đựng hả? Ok, không chân cam, chân chuối. Nè, chuối chín cây, chuối giường, ăn rất là ngon luôn. Chuối vàng ươm luôn nè, chừng hơi nó vàng lên. Ta nói chừng cái gì vàng vàng nó tốt, vàng vô nhà, đúng không chú? Mày không biết cái gì hết. Mày coi, mày hỏi tất cả mọi người có ai mà Tết nhất mà đem chân chuối không? Hả? Chân chi? Chân chuối để có cả năm là chuối mũi, chuối đầu hả? Rồi chợt vỗ chuối cho té hả? Hả? Chuối là để dằn bụng, cái chân làm gì? Bị tầm bạ không gì mà đắt. Ủa, dằn bụng là làm sao chú Năm? Chết dằn bụng đó, khỏi bị sình nữa, hiểu không? À, công nhận, con nói thiệt luôn á nha chú Năm. Chú Năm đúng là mê tín dị đoan. Nghĩ sao á mà chân cái gì á hả? Cũng kiêng cử. Chân chuối á là chuối nhủi, chân cam á là cam chịu. Ai nói với chú Năm làm vậy hả? Tào lao còn hơn gì nữa. Tào lao không, tào lao không, con nhỏ mày hổn hả mày? Thì chú Năm mê tín quá. Trái cây thì nó chỉ là một cái tên gọi thôi, chứ nó có phải là cái gì đâu mà mình... Nè, cái chuyện gì cái chuyện hết. Nhưng mà hồi xưa tới giờ không, người ta phải là kỹ càng trong cái chuyện mà cúng tàu đất ơi nguyên một năm, chứ phải đơn giản. Họ không có nói nhiều, tao không nói chuyện với mày, mày không biết gì nói chuyện mày. Thì thôi, con không có biết gì đâu. Bây giờ chú Năm muốn gì á thì chú Năm tự đi mua đi, chứ con đi mua làm gì hả? Thôi, gì mà Tết nhất mà sùm vậy? Dạ, chị, tôi không cần chị đâu, chị mua đồ tầm bậy gì cũng như không à. Thôi bây giờ vậy nè, mày á. Dạ. Mày coi nè, mày dẹp bán cái này giùm tao, cái cam nè, chuối mày dẹp đi. Dạ. Mày ra sau vườn á, coi còn trái đu đủ, mấy trái đu đủ với lại mấy trái dừa mày bẻ xuống rồi chân lên cho nó đủ đi. Dạ thông báo với tía là đu đủ bị chơm ở tuần trước, dừa bị chơm ở tuần này, sạch cây luôn. Thánh thần ơi hả, tới cuối năm là nó vô trong vườn người ta nó chôm một cái quân này rồi cái gì. Tía. Gì? Mấy cái trái đó bên nhà của bác Sáu nhiều lắm á tía. Tía qua bển xin mấy trái đi tía. Trời ơi. Trời ơi, mày xúi hả? Mày xúi cái mặt mũi tao về, tao qua tao xin cho thằng già đó hả? Hả? Xin cho vô cho nó làm nhục, nó chửi tao hả? Mặt mũi đi qua đi xin đó hả? Hả? Để nó chửi tao cho dừa, rồi nó chửi tao cho đủ hả? Tía không xin thôi, tía làm gì dữ hả? Tao không cần biết, làm gì làm. Làm sao có để chân cho mấy ngày Tết thôi. Có dừa, có đủ vô. Mày chạy đi tìm mày mua đi. Trời ơi, ngoài chợ giờ mà làm gì còn mấy trái đó. Hết bán rồi tía ơi. Thì đó, có gì chị gom sạch hết rồi, còn đâu nữa. Mày đem về mày ăn đi, mày cứ đối hoài à, cái này à. Còn không có phải không? Không có thì qua chôm. Hả? Ừ. Chôm đi. Qua nhà hàng trả chôm. Dạ, ủa con, đi chợ đó hả? Dạ con đi chợ. Trời ơi, đi chợ mà sao đi tay không vậy? Nè, thấy Thu không? Tay sách nách mang nè, nặng muốn chết luôn vậy đó. Dạ vì tay sách nách mang là vì mua được đồ, có bịch để lông vô là sách được, còn con có mua được gì đâu. Ủa? Chợ như vậy mà con không mua được cái gì hết, mà con tính mua cái gì vậy? Dạ tính mua trái đu đủ với trái dừa về ăn Tết. À, mâm ngũ quả đó hả? Để con, ổng bắt buộc phải mua dừa với đu đủ về mới được. Đúng rồi con. Mà Thu có nghe ông Sáu Bảnh nói là ngũ quả là dừa đu đủ bắt buộc nhà nào cũng phải có hết á. Dạ. Thành ra con mà đi giờ này á, chắc chợ mình dừa với đu đủ làm gì mà còn. Nhà người ta mua trước hết rồi. Trời, vì phải coi có cái nhà nào có không, con vô con xin. Có chứ. Nhà ông Sáu Bảnh nè, có. Hả? Đu đủ cũng có, mà dừa cũng có. Con thử qua xin ổng coi. Nhà bác Sáu có. Nhà bác Sáu mà cái dừa đó con leo lên con hái, chắc bác Sáu ngồi dưới chặt cây dừa con té chết quá. Mình xin mà chứ đâu phải ăn cắp. Thôi nhưng mà con ngại lắm, chỉ là bác Sáu không chịu đâu. Cứ để Thu. Đúng rồi, có cách rồi. Bây giờ Thu nói cho nghe nè, dừa với đu đủ thì ông Sáu Bảnh có. Để Thu canh lúc mà ông Sáu Bảnh điên cũ á, rồi hái dừa với đu đủ cho con. Ở trên cây còn nhóc luôn đó. Trời, dì Thu dám leo lên cây dừa dì Thu hái luôn hả? Trời ơi, hồi xưa dì Thu cũng ở dưới quê mà. Với lại dì Thu tuổi con khỉ, dì Thu leo cây hay lắm. Trời, mà nhớ mặc quần dài leo lên nha. Mặc đầm leo lên là lại người ta luôn á. Thằng vô duyên quá. Thiệt. Con yên tâm đi, dì sẽ có cách. Con như đây là món quà Thu tặng để trả ơn cho cha con vì cha con đã tặng quà cho dì nha. Dạ, con cảm ơn dì Thu trước nha. Con chào Thu nha, con về đi. Con về với dì Thu ha. Bữa nay là 30 Tết rồi, gia đình mình ăn bữa cơm đoàn viên. Có cô Thu rồi này nọ tôi mới làm mấy cái món này á. Dạ. Chứ bình thường ăn mấy món truyền thống mà. Bây giờ chắc biết không? Dạ con biết chứ. Con thịt khô hột vịt, rồi ngồi con bánh tét nè, với lại củ kiệu, rồi khổ qua. Đúng rồi, nhắc khổ qua con mới nhớ. Mà sao mình không ăn? Cái đó là để tối 30 á. Tối nay nè, giao thừa xong cái mình ăn. Tía, mà năm nay hả, có gì với anh Nam nên tụi con mới được ăn lót dạ hoành tráng như vậy đúng không tía? Ủa, nói gì bình thường không được ăn lót dạ hả? Không có lót dạ gì hết trơn á, cứ vậy đón giao thừa luôn đó. Ủa con này. Dạ. Sao mặt mày con quạo đeo vậy? Đâu có. Mày có chuyện gì lo sao thấy mặt mày xanh dờn vậy? Dạ không có sao đâu tía, chắc là thai nghén thôi. Chứ mấy nay bên nhà con bình yên lắm. Xuân với má con hòa thuận dữ lắm. Má con bữa giờ cưng chiều lắm nha. Đích thân xuống bếp nấu đồ bổ tẩm bổ cho Xuân luôn. Đã nha. Nếu vậy tía đỡ lo. Dạ. Dạ. Ủa, gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Dạ con ra ngoài con nghe điện thoại bạn con gọi á tía, không có gì đâu. Mày mốt á đừng để đó, con giật mình à. Bà này. Anh hai thiệt tình. Alo, Xuân nghe nè. Xuân ơi, nó nghe nè. Bà đem tiền lời qua đóng cho tôi nghe. Đóng trước Tết á, đừng có để mấy ngày Tết mà tôi đòi nợ, kỳ lắm á. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Rồi. Giờ sao? Ai gọi cho nó mà nó có vẻ gấp gáp vậy? Chắc là bạn bè gọi hỏi thăm bầu bì thôi. Bữa giờ bạn bè cổ gọi hỏi thăm hoài hả? Anh Sáu, mình ăn chưa? Dạ, đợi nước sôi rồi mình ăn. Nghe điện thoại lẹ dữ vậy? Nè. Dạ. Bầu bì, cái gì cũng phải từ từ chậm nha con. Dạ, con biết rồi tía. Thiệt tình chứ, có cái điện thoại cũng rớt nữa. Thôi mọi người ăn đi, tôi no rồi. Ủa gì đã ăn gì đâu mà no gì? Ủa chưa ăn mà. Có ăn rồi. No rồi. Mọi người cứ tự nhiên đi, tự nhiên nha. Tôi đi vô phòng. Ủa? Sao gì đi hướng đó? Đâu biết đâu. Con mời tía, em mời anh hai chị hai. Anh ăn đi. Gì vậy? Xong. Bà làm gì vậy hả? Oh my god, hết hồn hả? Bà hái dừa này thì chưa có, còn non eo hả? Đủ này bà hái làm gì hả? Bộ bà mới đẻ sao bà muốn hầm cho có sữa uống? No, là bởi vì tôi ăn thịt ăn cá nhiều quá tôi ngán rồi, cho nên tôi hái trái cây tôi ăn. Bà đừng có xạo nha. Cái này là bà phải khai thiệt nha, chứ không là tôi không có để yên đâu đó. Tôi nói thật mà. Tôi hái là tôi tính đợi chừng nào chín thì tôi mới ăn, với lại nó cũng gần chín rồi. Đủ đây, chừng nào chín. Gì Thu? Gì vậy? Trời ơi, gì làm gì vậy? Hình như gì bị tăng động hay sao á. Tía, thôi mà, sắp qua năm mới rồi, tía nói chuyện nhỏ nhẹ một chút đi tía. Nhỏ nhẹ cái gì? Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà phải khai thiệt. Bà hái cái này làm cái gì? Hái cho ai? Cho Năm Tỏn. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Tụi bay thấy chưa? Đây nè, rõ ràng là cái gì cũng ở Năm Tỏn. Bà sống trong nhà tôi mắc mới thì bà đi hái đồ cho người ta. Bây giờ từ từ để tôi giải thích nè. Là lúc hồi sáng tôi đi chợ tôi gặp thằng Khang. Thì thằng Khang á là đi kiếm trái dừa với trái đu đủ, mà ở ngoài chợ thì không còn nữa. Trong khi đó dừa nhà mình còn quá trời luôn, cho nên tôi mới nói nó là để tôi hái, tôi tặng cho bên nhà nó để cúng. Đó. Nè, tôi nói cho bà nghe, nhà này á là tôi làm chủ, chứ không phải nhà quan trách chủ. Bà muốn làm gì bà phải hỏi tôi nha. Còn bây giờ á, bà mà lo cho cái nhà đó quá đó, bà qua bà làm vợ Năm Tỏn đi, bà làm mẹ thằng Khang đi, bà muốn làm gì bà làm. Nè, Anh đừng có ăn nói hàm hồ nghe chưa. Là chẳng qua là gì, anh Năm Tỏn anh tặng quà cho tôi, mà cái món quà đó là món quà đắt tiền. Rồi bây giờ có qua thì phải có lại, cho nên nhà của ảnh á cần trái dừa với trái đu đủ, sẵn nhà mình còn mà, chứ có đắt đỏ gì đâu. Tôi thấy tôi hái tôi đem qua cho người ta. Cái này bao nhiêu tiền mà anh nói như vậy? Năm Tỏn tặng đồ cho bà, tôi có ăn giọng gì không? Cây này là nhà tôi trồng, tự tay tôi trồng, mắc mớ gì bà lấy bà tặng hả? Bà có cái trái nào trong người bà tặng đi. Hả? Thôi, oh my god, ăn nói gì mà thô bỉ vậy? Còn bà đó, bà hiểu cạn lắm. Tôi nói cho bà nghe nha, cha Năm Tỏn là một cái thằng cha mà đầu óc kinh khủng nha. Bây giờ nó không phải là nó thèm mấy cái trái này, tôi biết thừa là cái chuyện đó, nhưng âm mưu của nó đó, đây á, trái cây ở trong vườn nhà tôi là lộc nha, mà nó muốn lấy lộc của nhà tôi đem qua cho nhà nó, chứng tỏ là thằng này nó âm mưu, nó muốn nhà tôi mất lộc sang năm. Bà hiểu chưa hả? Bà không biết thì bà đừng có nói, nghe chưa? Nhưng mà cái này không phải là anh Năm Suối, mà là tôi tự nguyện. Bà tự nguyện hả? Được, để tôi qua, tôi gặp cha Năm Tỏn, tôi nói chuyện với cha Năm Tỏn cho biết. Ôi, nè trời ơi, gì ơi, ta giờ không biết nữa. Nè Vậy mà không chịu tăng động nữa. Con. Dạ. Bọn bà Thu bà sắp cầm dừa với đu đủ bảo em cho tía hả? Hey, con nói gạt tía làm gì? Dì Thu nói là biết tía cần, nên dì Thu hái qua cho tía đó. Sắp qua rồi hả? Dạ sắp qua rồi tía. Nè cái đồ ăn ở thất đức hả? Mày mưu mô xảo quyệt gì vừa đó, cuộc sống của mày á ai chịu mày cho nổi. Cái quân ngũ này dọn đi khỏi cái xóm này là hay nhất. Gì á, già ốm gì? Cái gì? Gì mà la ôm sơm vậy hả? Mày chịu lú mặt mày ra rồi hả? Ở nhà người ta mà lú mặt cái gì? Nhà tôi nha, chứ không phải nhà ông đâu mà lú mặt lú nọ. Gì? Đây nè, tao tới tao chửi đặng mày lú mặt ra đó. Cái gì? Đây nè, mày á, mày xúi người ta nha, để mà mày cướp tài cướp lộc nhà tao trong năm mới hả? Cướp gì? Đây, đây mày xúi bà Thu nè. Mày xúi bà Thu nè, hái trái dừa nè. Mày coi nè, trái dừa này á, người ta đã kêu được trái dừa chưa hả? Cái trái đu đủ này nó đủ chưa? Nó vẫn còn thiếu mà, nó chưa kịp lớn. Trời ơi, nó mới vừa nở ra thôi là đã ngắt nó rồi. Trời ơi, bình tĩnh lại, cái này tôi nói rồi. Cái này là không phải là anh Năm Suối tôi, mà là tôi tự nguyện. Là bởi vì tôi trả ơn cho anh Năm tặng quà cho tôi. Bây giờ tôi hái tôi trả ơn lại thôi. Trời ơi, trái dừa trái đu đủ có đáng giá là bao nhiêu, mà tại sao lối sớm với nhau mà gây nhau làm cái gì? Cái thứ có lộc có phúc không biết giữ, nghe không? Rồi bây giờ người ta tự đâu người ta đem lại người ta tặng tôi, mà tự nhiên qua đây kiếm chuyện với tôi, thấy chưa? Cái lộc có phước là để bên nhà đi, cái này ai đem cho tôi chứ phải tôi qua bên trực tiếp tôi hái đâu. Mày mượn tay mày giết người nha. Mày muốn lấy cái lộc của nhà tao trong cái năm mới này, cho nên mày mới xúi bà Thu đem qua cho mày. Không phải cái chuyện lộc này là do ăn ở thôi ha. Làm sao mà ăn ở sao mới có lộc, đúng không? Chứ còn cái tự nhiên ta đâu có phải là tôi qua tôi cướp lộc nhà mày ta đem về đây đâu hết. Chuyện nào lúc đó là nói. Ôi tầm bậy tầm bạ không mà lớn già. Thôi đi hai người. Em cảm thấy em ở bên đó không được nghe Thu ha. Qua đây ở nhà anh rộng mà ha. Ở chỗ nào cũng được, muốn làm gì làm, ở thoải mái, không ai la một tiếng luôn á. Tối ngày không ai nói tới gì một tiếng, không muốn la. Bây giờ sao? Muốn ở bên này hay muốn ở bên kia? Bước qua bên đây. Không phải chuyện của bà, để tôi nói chuyện với ông. Mày ngon mày qua mày rước đi, mày rước về làm mẹ mày đi, ở mày làm vợ mày đi. Làm gì cũng được miễn là Thu về đây là tao chấp nhận, nghe không? Chứ đừng ở bển mà gặp cái thứ mà ốm o gầy mòn tối ngày ăn nói cái tối bậy nói bạ, hay không, nói gieo tiếng ác cho người ta không à. Nhìn gì tôi nói ông á, nhìn gì vô sợ mày quá tao nhìn vô mày. Thôi mà gây nhau hoài vậy anh Sáu. Dạ con xin lỗi. Gây không được hay ổng qua đêm kiếm chuyện hay không? Thôi dạ thôi bớt nông. Tôi nể mấy đứa nhỏ, tôi nể. Dạ. Mày nể là mày làm gì tao? Hả? Bọn mày không có tiền mày đi mua mấy cái thứ này. Mày đi kêu người khác hái cho mày. Lượm đem về để bàn thờ ổng cúng đi. Dạ để con đem về đưa bà đưa đem về bển cúng. Mày đưa tao chi? Đi cho. Thì con ông nói thôi với ông khoái lắm. Mà sao? Tía ơi, tía. Em vô. Để trên bàn thờ rồi mời nó ngồi trước ghế thắp nhang cho nó đi. Gì không á? Thôi. Ủa gì vậy? Giống như tôi là tội đồ thiên cổ vậy trời. Trời ơi, ta nói hả, từ hồi ông với anh Xui mà làm quề với nhau hả, ta nói tôi vui còn hơn là cái gì nữa. Đó còn Hạnh là bây giờ nó muốn về nhà chơi lúc nào là cứ về thoải mái, không có như ngày xưa. Bởi vậy tôi mới nói ông á là làm lành với anh Xui lâu rồi mà ông không chịu. Cứ lần lửa tới bây giờ mới chịu làm. Thì bà cũng biết rồi mà. Ai cũng có cái tôi rất là cao, thấy không? Đâu có ai chịu nhường nhịn ai đâu. Nhưng mà bây giờ về mấy cái chuyện vui thì mình nhắc được, còn mấy cái chuyện không vui là đừng có nhắc nữa nghe. Đúng rồi đó má. Xui Anh Xui tới rồi kìa. Có nhà không? Anh Xui. Dạ, mời anh vô. Vô nhà cho anh Xui ơi. Rồi. Dạ. Anh Xui. Tía. Khỏi. Thôi mà. Không, sợ mất chứ không phải gì hết á. Thiệt, anh làm quá. Mời anh ngồi. Dạ, chào chị Xui. Dạ. Bắt tay cái đi. Dạ. Con. Tía. Đi đường. Cái thấy cái xe đẩy nó bán mấy cái xoài ngon quá. Dạ. Biết con nhỏ Hạnh nó mê nên mua qua cho nó. Này con. Trời ơi, cảm ơn Tiến nhiều. Anh Xui là anh chu đáo thiệt luôn á. Dạ. Con gái tôi nó về bên cha mẹ ruột của nó thì đâu có lo nó thiếu cái thứ gì đâu, mà anh cũng thấy thương quá. Biết bà bầu thèm chua nên mua. Cảm ơn anh nhiều nghe. Trời ơi, đâu có gì đâu chị. Nó tiện ngoài đường mà. Tiện đường thấy rồi thôi, trúng cái món đó, nó mua thôi có gì. Ừ. Nhà anh cúng kiến chưa? Rồi. Vậy hả? Còn anh? Trời ơi, tôi làm xong cái thủ tục đó rồi. Uống trà. Cái gì? Tôi thấy trong tủ lạnh có bịch mực một nắng. Không ấy mình lấy đem biếu anh Xui nha. Bà biết cái bịch đó rất là ngon. Tôi để dành để Tết tôi đãi khách quý đó mà bà, thiệt tình. Trời ơi, anh Xui cũng là khách quý vậy. Ông nói vậy nghe sao được. Dạ. Ủa hai người. Anh Xui. Anh chị nói nhỏ gì trời. Dạ không có vậy nè. Thôi nha, đừng có lì xì vậy nha, tôi già rồi đó. Trời ơi, ai mà lì xì thời bây giờ. Tiền bạc nó quan trọng, tình nghĩa nó mới quý. Dạ. Là vậy. Vợ chồng tôi tính biếu anh Xui cái bịch mực một nắng, mà tôi lu bu cái tôi quên. Nay sẵn anh qua thôi chút tôi gói anh đem về giùm tôi ăn lấy thảo. Chị nói cái gì? Bịch mặt một. Dạ gì? Không, mực một nắng. Mực một nắng. Dạ. Trời ơi, cái đó tôi khoái á. Vậy đó hả? Dạ cảm ơn chị. Dạ không có gì, thôi anh ngồi chơi đi để tôi vô tôi lấy nha. Dạ. Trời ơi, cái đó đã lắm, cái đó tôi khoái á. Tía, con nha, con tự tưởng tượng nha. Bây giờ tía cứ tưởng tượng đi nha. Đem về nha, xong rồi bỏ xíu nước mắm vô. Trời ơi, ăn một cái hả? Đã lắm luôn đó tía. Chưa đâu, nó nói à. Con Hạnh nó nói không có đúng. Con phải gì này nè. Anh Xui biết không? Cái đó hay không? Về rửa cho nó ráo. Rồi rửa sơ cho nó ráo thôi. Mình tước ra đó, đừng có cho nó mỏng quá, đừng có dày quá. Đó, bắt đầu hay không? Nó ráo xong hay không? Mình đẩy cái chảo lên, cho miếng dầu, khử miếng tỏi vô. Rồi tiêu á, tiêu hột á, đừng đập cho nát nha. Đập hột nè, đập vừa bể thôi. Trời đất ơi. Dạ. Anh bỏ nó vô anh chiên nha. Rồi anh bỏ miếng nước mắm vô. Anh dằn miếng đường vô. Tiêu anh bỏ vô. Anh làm một cái nha. Thì cái mùi nó bay thôi. Cái mùi nó hất lỗ mũi thôi. Nè ha. Mình dứt ít trước rồi, cũng phải một xị trước rồi. Trời đất ơi, nghe tía còn kể, tao nói ảnh rành dễ sợ. Tôi nghe anh kể mà tôi nuốt nước miếng ẩn ực luôn á. Con nữa nè, nãy giờ cháu nội của tía hay nó đáp bụp luôn á. Nè tía. Đây hả con? Dạ. Ủa cái này là bịch mặt. Dạ. Mực Sáu. Ủa Phúc ạ. Dạ. Bác Sáu cô mới qua. Ừ con, ngồi chơi uống nước. Dạ. Đi đâu rồi, trưa nắng thì đi đâu hả? Dạ. Con mừng ghê á, tưởng đâu là bác Sáu giận tía con rồi giận luôn con nữa chứ. Ôi, mày làm như tao ấy, miếng sâu có đốt nhà dột có nơi chứ. Cha mày là chuyện cha mày, còn con là con chứ. Uống nước đi. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, bữa nay con qua đây á, con muốn thay mặt tía con để xin lỗi bác Sáu. Tía mày làm á thì tía mày xin lỗi. Mày làm gì đủ tư cách mày xin lỗi với tao. Mũi vậy thì lái chiều đòn chứ biết sao giờ bác. Mày là cha của thằng cha mày hả? Không, đâu có. Chứ sao mày nói mũi dạy lái chiều đòn? Mũi dạy lái chiều đòn là ông nội mày đi xin lỗi tao mới gọi là mũi dạy lái chiều đòn. Mày còn ổng mà mày mũi dạy lái chiều đòn. Thằng điên. Ủa vậy hả ta? Ủa vậy là sao? Con thì con nghe người lớn nói nên con mới nói vậy thôi, chứ con đâu có biết. Con tưởng đâu là mình đi xin lỗi là mình là lái chứ. Tào lao. Mày lái đó là lái heo, lái bò chứ lái gì mà mũi dạy, mình lái chịu đòn. Bởi vì cha này không biết dạy con. À thôi bác bỏ qua cho tía con đi. Ổng á, tính tình ổng kỳ cục lắm. Như bác thấy đó, cái chuyện của vợ chồng con đó, ổng là ổng chia cắt vợ chồng con đó. Mà ngày nào con cũng khuyên lên ổng hết à, mà ổng đâu có nghe đâu. Đó, cha Năm cha chướng quá mà. Mà con thấy bác Sáu cũng chướng nữa. Chuyện của dì Thu mang Lộc qua nhà con đó, có chút xíu có đáng giá gì đâu. Mà bác lớn rồi mà bác la ầm ĩ lên vậy đó, làng xóm người ta nhìn vô người ta nói mình á, lớn tuổi rồi mà ích kỷ nhỏ nhen. Nó không còn thể diện của mình nữa bác. Mà bác ghen phải không? Trời ơi, con nói rồi, mình già cả rồi mà ghen tuông chỉ ba cái chuyện đó. Mình ghen á, mình cũng phải giữ cái thể diện của mình chứ bác. Thấy không? Bác thấy con nói đúng không? Bác sao? Thôi, con thấy sao bác ngáp không mà bác không có nói được nữa. Chắc vậy thôi, con nói vậy chắc bác cũng đủ hiểu rồi đó. Nhưng mà con muốn là tối nay á, bác nằm, bác gác tay lên trán, bác suy nghĩ lại chính mình đi. Coi nó làm sao. Mình lớn rồi, đừng có để mấy đứa nhỏ mà nó cứ qua đây nó khuyên lơm hoài, để nó làm ăn nữa nghe bác Sáu. Thôi con về ạ. Thưa bác Sáu, con về. Bà nội nó sao không nói được câu nào mà ngồi ngáp ngựa không vậy? Nó qua nó nhẹ nhàng tưởng nó an ủi mình, ai về nó chửi trong mặt mình mà ngồi im được. Mày giỏi lắm rồi Sáu Bảnh, mày giỏi lắm rồi. Chiều nay mày nhặt một nhành mai điểm tu gian, nhà nhỏ cửa trắng cài then, nhà mình bỏ ngõ mặt gió xuân về. Má sẽ lấy yến má ngâm nước, rồi má sẽ chưng cho con dâu của má uống, ăn cho quên nữa. Rồi ngâm nước, ngâm để chưng cho con dâu, tẩm bổ cho cháu nội. Ta ra ta 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 ta. Có chuyện gì á bà nói lẹ lên đi. Nói nghe nè, khoảng 1 tiếng nữa tôi đi công chuyện gần chỗ cũ á, bà mang tiền lên cho tôi nha. Tiền hả? Bà đợi tôi chút xíu nha, tôi phải kiểm kê tài sản coi tôi còn nhiêu đã. Nha 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 nha, chờ chút nha. Alo, chết rồi bà ơi, tiền của tôi á không đủ, còn không có bao nhiêu hết trơn á. Hay là bà giúp tôi đi, bà vay mượn ở đâu có đỡ giúp tôi đi. Bà nghĩ sao vậy? Lãi bên này chưa hết, như vậy là lãi chồng lãi đó. Biết rồi, nhưng mà giờ hết cách rồi, tôi cũng biết phải xử lý làm sao nữa nè. Thôi bây giờ á bà ráng giúp giùm tôi nha. Thôi được rồi. Trời ơi, má ra hồi nào vậy? Con làm gì vậy? Má mới ra tức thì nè. Má ra làm chi vậy? Yến má mới chưng xong rồi nè, con ăn liền đi. Ngồi xuống đây đi con. Má lo cho mình, thương mình như vậy, nếu lỡ chuyện mình vay nợ lãi cao đổ bể ra, không biết má sẽ làm sao nữa. Ăn đi con, đừng có để nó nguội quá, ăn không có ngon đâu con. Ăn đi. Dạ má để con. Ăn đi con. Má. Gì con? Má con nghe cái chuyện mà con bà Sáu hàng xóm mình á, má có nghe gì chưa? Má chưa có nghe. Mà sao vậy con? Hôm qua con nghe người ta nói con bà Sáu ở xóm trên á, thì cho người ta vay tiền xong á, bị người ta giật hết trơn tiền luôn. Rồi sau đó má chồng cổ á, la rồi chửi quá rồi chửi luôn. Xong rồi nghe nói là bây giờ từ mặt luôn, không thèm nhìn mặt nữa. Tự nhiên cái con thấy tội cái chị đó ghê luôn vậy đó. Tội cái gì mà tội? Ai biểu nó ngu dại quá làm chi? Ai đời mà đi làm chuyện dại vậy? Mà người ta nói nghiệp là đúng đó con, cho vay nặng lãi ha, là làm ăn thất đức, ăn tiền trên xương máu của người khác. Bởi vậy bây giờ mất hết là phải rồi. Nè, con đừng có dễ thương người quá như vậy nha. Cái con đó nó bị như vậy đó cũng tại nghiệp của nó đó. Còn con đó, tánh tình thì lúc nào cũng hiền lành, hay thương người khác. Má biết là tánh của con hiền lành như vậy đó, má mới bởi vậy má mới không có rơi vào cái cảnh khổ của bà Sáu đó nghe không? Không có bị điên tiết như bà má chồng kia. Má nghĩ lại á, má được ông trời thương má biết là bao nhiêu vậy đó à. Thì bởi vậy mới nói má cưới được một cô con dâu đáng đồng tiền bát gạo luôn vậy hen. Vừa tiết kiệm nè ha, rồi vừa không phung phí nè ha, biết nghĩ cho chồng nè ha, rồi suốt ngày chỉ quanh quẩn bên nhà tía với nhà chồng thôi. Chỉ có lâu lâu hay cãi vã với má chút xíu. Lâu rồi không có. Lâu rồi không có. Con dám đảm bảo với má, vợ con không bao giờ dính dáng tới mấy cái vụ mà cho vay nặng lãi. Cái gì chứ cái này con rất là tự tin đó vợ con, má yên tâm đi. Kỳ nghe con, không nên như vậy. Dạ. Má, năm nay má có tính đi chúc Tết cho hàng xóm họ hàng gì không? Có chứ. Đó là cái luật của hàng năm mà sao con hỏi kỳ vậy? Nè, nhưng mà năm nay nè nghe, có bé Hương nè nha. Rồi Xuân nữa nè nghe. Rồi em bé trong bụng nữa chắc là vui lắm à. Vui quá trời vui luôn. Vui muốn ca dễ sợ luôn. Chiều nay mẹ nhặt một nhành mai điểm tô gian nhà nhỏ cửa trắng cài then nhà mình bỏ ngõ mặc gió xuân về. Vui dễ sợ á. Vui chứ. Khoan dân nha, bổ sung. Ủa? Bổ sung cái gì vậy dì? Đây, đó. Trời. Thấy tôi thông minh ghê chưa? Thấy tự nhiên cái mâm trái cây cúng ông bà màu xanh không mà. Tôi mua thêm bơm nè, lê nè, mình để cho mình trưng cho nó có màu xanh. Thôi. Bà đừng có quậy vô trong này. Cái này là cái phong tục của người ta. Đầy đủ ngũ quả nè. Bây giờ nè, cầu, dừa, đủ, xài, sung. Ủa, bá, cái này là trái dừa mà. Còn cái kia tiếng Việt là vừa. Trời ơi con ơi, ông bà mình cứ gọi trại vậy từ xưa tới giờ mà. Cái này là cái phong tục rồi, đừng có bỏ vô. Này, bây giờ bà chưng bơm vô để cho nó nổ hả chị? Rồi bà chưng lê vô cho nó lê lết hả chị? Cầu dừa lê lết cả năm hả? Trời đất ơi anh ơi, trái cây nào cũng được. Ăn thôi mình đem lên cúng, miễn sao màu sắc đẹp. Nhìn trái cây với lại cái mâm trái cây phong phú là được rồi. Nhưng mà cái này phong tục nó là phong tục. Trời ơi. Dạ thôi dì ơi, phong phú là thu phong tục ha. Con vô nhà này là con biết hả? Hai bác Sáu ha, phong phú là thu phong tục ha. Tía mà con nghĩ dì Thu đây cũng là có ý tốt. Thôi tía đừng có rầy gì nữa. Đúng rồi. Đây là cái mâm ngũ quả đáng lý ra là chỉ có cầu dừa đủ xài thôi. Mà mình bỏ trái sung vô là để cho nó sung túc. Với lại cái ngũ quả này là nó tượng trưng cho ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ. Với lại nó nằm ở cái chữ xanh. Chứ nếu mà cầu dừa đủ xài, nó có 4 cái thì xanh lão bệnh tử. Nó nằm chữ tử. Đó cho nên thêm sung vô. Dạ đúng rồi. Dạ. Qua nhà chú Sáu bác Ba trước. Rồi bắt đầu qua nhà Xui gia thì ghé bà Tám Điệu. Xong rồi qua nhà ông Bảy. Đây là cái ngày mùng 1 là vậy đi. Rồi qua nhà Năm Tỏn. Sầu riêng. Trời đất ơi, gần Tết nhất tới nơi cô mua sầu riêng chứ vậy. Ngon cực kỳ. Đây nè, ăn cho hết nha. Ăn cho hết trước 30 nha. Chứ 30 Tết mà để lòi qua tới mùng 1 Tết là để sầu riêng trong nhà tôi là không có được. No, tôi mua tới 10 trái lận. Tôi để dành ăn qua Tết luôn. Tôi nói cho anh nghe, bây giờ Tết nhất nhà nào cũng mất. Mua sầu riêng nè, Tết khách tới hả, mình lấy sầu riêng mình đãi khách. Ăn nó lâu lâu, thay đổi cái khẩu vị nó mới ngon chứ. Không được. Sao vậy? Cái này tôi cử. Cử gì? Mua sầu riêng rồi gì cho cả năm rồi một mình tôi sầu hả? Tôi sầu riêng mình tôi hả? Cái này là tên gọi trái cây thôi, sao mà anh mê tín dữ vậy? Tôi nhất định là không. Bây giờ nè, tên gọi trái cây miền Tây mình gọi là sầu riêng. Có nơi người ta gọi là cái trái tu rên. Tu là phải im, phải tịnh. Tu mà còn rên thì tu làm gì? Trời anh ơi sao mà anh khó quá. Mê tín vừa phải thôi. Bây giờ tôi mua cả chục trái rồi, tôi để dành để qua Tết tôi ăn. Anh cứ nghe lời tôi đi nghe. Bây giờ anh đừng có mê tín gì hết á. Anh để sầu riêng nè, từ đây cho tới qua giao thừa nè, qua mùng 1 nè. Rồi lúc đó anh muốn dục gì thì dục. Thử còn nguyên năm anh có sầu hay là tu rên gì không? Không. Tôi phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bây giờ cô muốn ăn, cô đem ra ruộng cô để đi. Đó, thèm thèm cô ra ngoài cô ngồi cô ăn. Đừng để trong nhà này. Còn nếu không á, cô thích cô cho ai cô cho đi. Bây giờ anh tin tôi đi. Bây giờ tôi chịu trách nhiệm nè. Tôi để sầu riêng ở trong nhà này, qua tới giao thừa, qua tới mùng 1, mùng 2, mùng 3 luôn. Nếu mà gia đình nhà này nè là có ai bị gì á là tôi lo hết cho. Lo cái cụ loi. Cái vỏ của bà mà bà còn chưa giữ được ở đó, bà giữ cho ai? Không dẹp, tôi không thích. Mê tín gì kỳ cục. Bây giờ tôi để tôi ăn. Tết ai không ăn tôi ăn, được không? Tôi đem tôi dục. Tôi ăn. Tôi dục. Tôi ăn. Tôi dục. Tôi ăn. Tôi dục. Tôi ăn. Dục bà ra luôn. Nhà tôi mà ngang à. Anh Năm ơi, anh Năm mà. Ủa, đi đâu mất tiêu rồi vậy ta? Trời ơi, còn mấy trái sầu riêng này thì phải làm sao đây? Để đây. Để đây thì mất lịch sự quá. À, ok. Để mấy trái sầu riêng ở đây. Anh Năm ra mà nhìn thấy sẽ rất ngạc nhiên và thích thú. Vậy đi. Mùi gì? Mùi gì giống mùi sầu riêng quá vậy ta? Mà ở đâu? Hai trái sầu riêng. Không lẽ nhà của ông Sáu Bảnh gửi qua? Ý, chú Năm. Mày gì mua chứ vậy? Con mua hồi nào. Cái này á hình như là nhà của bác Sáu Bảnh gửi qua đó. Cái gì? Sáu Bảnh đem sầu riêng qua. Còn mấy tiếng đồng hồ là tới Tết. Mà đem ba cái sầu riêng qua cho nguyên năm nay gia đình tôi bị gai góc hay không? Rồi sầu não hay không? Được rồi, chơi khăm phải không? Cầm, qua tôi nói chuyện với cả coi. Chú Năm, cố lên. Tôi cảm thấy nghi ngờ lắm. Cái lục bình này á, nó không có thể nào mà nó hút hàng một cách nhanh chóng mà lạ lùng như vậy được. Đúng rồi. Đâu tự nhiên khi không mà lục bình mà lại hút hàng kiểu như vậy. Mà Tết nhất cũng tới nơi rồi, đâu có ai ở không đâu mà lại thu mua lục bình mà. Cái số lượng nhiều mà giá cao. Tôi nghĩ chắc chắn đây là một cái âm mưu đó. Dạ con cũng nghĩ vậy đó. Con cũng không biết là âm mưu này họ nhắm vô ai hay là nhắm vô con. Nhưng mà nói chung là từ giờ tới Tết mà tụi con không có thu mua được chút lục bình nào để cho công nhân con qua Tết làm là coi như con tiêu luôn đó tía. Không có hàng để giao cho người ta luôn. Mà toàn mấy đơn hàng lớn không nữa chứ. Thôi bày cứ yên tâm đi, tía sẽ điều tra cái chuyện này, coi thử á ai âm mưu phá mình trong cái chuyện này. Cái Sáu Bảnh đâu rồi hả? Cái Sáu Bảnh đâu rồi? Sống vừa phải thôi chứ. Sống vậy rồi mới mốt mà chết xuống dưới. Làm sao mà không qua được 12 cửa ngục? Làm sao mà qua được hả? Nè mày chết chứ tao chưa chết nha. Sao? Mắc mới gì vậy? Giữa trưa nắng chang chang ai dựa mày hả? Mày qua đây mày la làng xong vậy? Thôi dựa nè, đừng có làm. Tôi đâu có rảnh. Tao đâu có rảnh mà tao qua tao du quanh giá họa ha. Có chứng có cớ. Chứ thằng già mất nết nào đem sầu riêng qua nhà tao quăng bên đó hả? Đừng nói nha, đừng nói nay có lòng tốt quá tặng tao sầu riêng nha. Trời đất ơi, Tết nhất hả mà đem sầu riêng qua nhà. Chẳng khác gì ông muốn gia đình của tôi nguyên một năm nay sầu riêng một mình một hả? Nè tôi nói cho ông nghe nha, làm gì làm nha, ông đừng có nói cái câu này nha. Người nào á làm á là phải có bằng chứng đàng hoàng ông mới được nói nghe chưa. Cháu gái tụi nó thấy. Yên tâm đi, bây giờ tụi nó lắp camera ở phía trước rồi. Nè đi qua tôi mở ra cho coi có ai quăng ra biết liền đi. Cái gì? Bạn biết cái gì đâu vô đi. Biết tôi biết. Cái vụ này tôi biết. Cái vụ sầu riêng á là tôi á tôi đem qua để trước nhà anh á là như vậy nè. Là tại vì á là tôi thấy sầu riêng ngon quá mà bên gia đình nhà anh Sáu không có ăn. Tôi tính đem qua biếu cho anh nhưng mà không có anh ở nhà nên tôi mới để ở trước nhà anh. Trời ơi, thấy chả ghê không? Bây giờ còn ghê nữa. Lợi dụng bà này, bà không rành ba cái phong tục tập quán ha. Cái lợi dụng bà đem sầu riêng qua, suối bà đem qua nhà tôi ha. À, còn ghê chứ, trời ơi, xấu xa. Tôi nói cho mày nghe nha. Sao? Tao không có thứ thủ đoạn mà ghê gớm như mày. Nghĩ tới mày thôi tao cũng sợ dơ cái não rồi. Trời ơi. Tao không có bao giờ tao nghĩ tới cái chuyện đó đâu nha. Có sầu riêng á, tao không ăn, tao cũng quăng cho cá ăn. À, chứ không phải đem tới khi coi cái ngữ mày ăn đâu. Mày nói sai, cho chó ăn chứ đừng có cho cá. Tao, nhà tao không nuôi chó. Cái chuyện này là do tôi tự ý tôi làm. Tôi xin lỗi đó, tôi xin lỗi đó. Ác nữa không, cái càng ác chưa? Thấy chưa? Nó đã xúi người ta làm rồi, nó xúi người ta nhận lỗi luôn, thấy chưa? Ác chưa? Thấy ác ghê gớm chưa? Trời ơi, đừng, không có sợ gì hết. Có sao nói vậy? Thu yên tâm, cứ nói thẳng ra đi. Ai xúi làm cái chuyện này nói đi, tôi lo cho, tôi lo. Không ai xúi tôi hết. Tôi lớn rồi, tự tôi làm thôi. Mà tại sao hai người lại có cái mê tín kỳ lạ vậy? Sầu riêng ngon mà, tôi nghĩ nó ngon mà mình bỏ uổng cho nên mới đem qua tặng anh thôi. Chứ thực sự ra là không ai xúi tôi hết. Tôi đã nói với bà rồi, không ăn được thì đem đi dục. Đem qua cho cái thứ đó ăn giọng làm gì? Thứ nào ăn giọng? Thôi xin lỗi mình. Xin lỗi nghe. Dì ơi, sao tự nhiên dì lại làm trời như ơi, vậy? Sao tự nhiên dì làm giận lắm luôn á. Ai mà biết sầu riêng ngon mà. Thiệt tình à. Mà thôi em thông cảm cho dì Thu đi. Dì của anh mấy chục năm ở bên Mỹ cho nên không có biết. Anh về nhớ phao tin giúp tôi. Là anh có nguồn lục bình lớn, cần người thu mua gấp. Chắc chắn sẽ lần mò ra được cái đám lái buôn kia từ đâu tới. Ủa anh ba, khỏe không? Khỏe không? Khỏe anh. Chà, Tết nhất mà vẫn còn làm không có nghỉ à? Trời ơi, bên giữa người ta cần gấp lắm cho nên tôi mới tranh thủ đi giao nè. À vậy hả? Dạ. Không có giấu gì anh. Chỗ tôi có cái mối cần lục bình nhiều lắm. Vậy hả? Thấy không? Mà mình đang cần cái người thu mua nhiều để mình giao cho người ta. Anh biết chỗ nào không? Anh chỉ cho tôi, anh giới thiệu cho tôi đi. Tôi bán được tôi sẽ gửi cho anh chút ít hoa hồng. Trời ơi, chỗ quen biết không mà hoa hồng qua huệ cái gì. Anh cần á, tôi giới thiệu cho ha. Tôi cũng giới thiệu cho người ta tùm lum hết á. Chỗ này á, người ta cần nhiều hàng lớn lắm. Cho nên mình không có sợ là giật mối gì hết trơn á. Anh lấy điện thoại đi, tôi cho số anh nè. Vậy à? Đâu, số nó đâu? Nè, nó nè. Đợi xíu để tôi coi. À, cảm ơn. Cảm ơn nhiều nha. Thôi tôi đi giao nha. Rồi. Đi cẩn thận nha. Chị ba ơi, chị ba có nhà không? Có. Anh Bảy đang làm gì vậy chị? Tôi đang soạn ba cái đồ Tết anh ơi. Vậy hả? Dạ, mời anh ngồi nghỉ uống nước. Dạ. Tết nhất anh có chuẩn bị gì chưa? Dạ, coi như là bà ở nhà bà cũng chuẩn bị xong hết rồi. Mời anh uống nước. Dạ, cảm ơn chị. Anh qua đây có gì không anh? Bây giờ tôi nói thẳng luôn ha, không có vòng vo chi mất cái thời gian của chị. Dạ. Nè chị, nghe nói là chị có cái mối người ta thu mua lục bình rất là nhiều ha. Mà tôi cũng đang cần lục bình quá trời quá đất luôn. Cho nên là nhờ chị giới thiệu cho cái mối đó để tôi bán cho người ta. Nếu mà tôi bán được tôi cũng gửi chị chút ít hoa hồng. Thôi anh ơi, hoa hồng gì, để tôi cho anh số điện thoại nè. Dạ. Nè anh coi đi, cho anh gọi trực tiếp luôn. Dạ. Nếu mà gọi trực tiếp thì hao tiền điện thoại của chị. Thôi để tôi lưu nha. Không sao. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Vậy nha. Dạ. Vậy tôi xin phép tôi về nha. Dạ, anh Bảy về. Dạ, chào chị. Dạ. Đó, lu bu lo cho ba ngày Tết vậy á, giờ thấy cũng ổn rồi. Đây, trà ngon đây tía, còn mày tía uống trước. Bà Sáu uống trà. Nè. Dạ. Lát nữa bay lấy cái mâm ngũ quả tía cho rửa ở dưới á, có gì bay xếp lên xong rồi để trên đây nghe không? Dĩ nhiên là con phải làm việc đó rồi, tía yên tâm đi. Nè, tối nay giao thừa ở trên thị xã đó, giao thừa người ta có bắn pháo bông á, bay dẫn Nam đi chơi cho biết. Dạ thôi, con thích ở nhà với tía hơn. Dạ con thấy đúng đó, con cũng lần đầu tiên ăn Tết ở Việt Nam. Con cũng muốn đêm giao thừa cả gia đình quây quần bên nhau vậy đó mới vui, mới hạnh phúc. Bay vậy là được đó. Cái giờ phút thiêng liêng nhất á là đất trời giao hòa với nhau. Đó là cái giờ giao thừa đó đó. Dạ. Nè, còn dặn riêng cả gia đình mình nè nha. Mà riêng một người đặc biệt nha, là đầu năm không có nói cái gì tầm bậy tầm bạ. Phải tránh những cái từ mà không muốn nói. Nghe chưa? Nhớ. Tôi đã dặn kỹ rồi, nhớ cái gì? Đầu năm đầu tháng không được nói những câu đen đủi, xui xẻo, mất của, chết chóc. Không được mặc áo màu tím màu đen. Không được quét nhà, bởi vì quét nhà là tài lộc ra. Và đặc biệt là không được ăn sầu riêng, chuối, thịt vịt, cam, lê, mực nữa. Ăn mực thì sẽ bị cực. Vậy là thuộc bài đó. Nhớ cố gắng giữ như vậy nghe không? Tôi nhớ chứ, nhưng mà riêng ông á thì ông cũng phải nhớ nha. Đầu năm đầu tháng làm ơn cái mặt đừng có quạo, giãn ra. Đầu năm giãn, cuối năm cũng giãn. Không được quạo quọ, dù ai nói ngã nói nghiêng mình cũng không bực bội hay chửi lộn gì với ai hết. Bởi vì mình chửi lộn với người ta đầu năm như vậy thì cuối năm mình cũng sẽ chửi hoài. Mà chửi hoài như vậy á thì ta sẽ bị nhiều người ghét mình, hiểu chưa? Bà đâu cần sửa lưng tôi vậy. Ông dạy sao tôi nói vậy thôi. Thực ra con thấy dì Thu nói đúng đó tía. Năm mới rồi tía cũng nói chuyện đừng có cà khịa nữa, đừng có gây gổ với ai hết là con vui rồi. Đừng có túm lại, đừng có nhăn túm lại. Tại vì người ta chọc tía mới nói chứ không thôi tía nói chi. Đó, thấy chưa, cau mặt rồi kìa, giãn ra nè. Bây giờ vậy nè, tối nay con nấu nồi canh khổ qua. Sáng mời mùng 1 mình ăn canh khổ qua để cho cái khổ nó qua hết đi. Rồi cái năm mới mình làm lại nó sung túc hơn. Vậy thì mình ăn trái sung được không? Được. Nếu mà muốn cả năm sung ăn trái sung. Bây giờ trái sung ăn không nó cũng không ngon. Mà kèm thêm ba khía đi. Ba khía? Sung chấm ba khía. Là cả năm bà sẽ sung ba khía. Sung ba khía là sao không hiểu lắm? Là sung ba khía là cái câu của vùng miền đó vậy. Là cái gì con cũng không biết luôn. Bà không hiểu đâu, từ lóng á mà. Dạ, từ lóng đó. Là cho bà sung mãn lên đó. Sung mãn đó. Cũng chưa hiểu lắm. Tía, năm nay mình xông đất giờ ai vậy tía? Tía cũng đang tính này nè. Bây giờ cái phong tục thì mình không có bỏ được, nhưng mà giờ kìm 10 sông đất, bây giờ 30 rồi tìm ai bây giờ không biết. Mà năm nay tía cần tuổi gì? Năm nay năm Sửu nè, tía tuổi Dậu. Mà nếu mà tuổi Tỵ thì không được, tam hạp thành xung. Bây giờ chỉ cần tìm cái tuổi Sửu là được. Me, it's me. Đúng rồi. Wow. Đúng rồi bà Sáu. Dì Thu là tuổi Sửu. Ủa tuổi Sửu hả? Tuổi Sửu. Yes. Vậy là mai khỏi cần nhờ ai, mai bà xông đất nhà này nha. Yeah. Phải có điều kiện gì đó chứ. Có. Nếu muốn điều kiện thì có điều kiện. Tối nay bà ra khỏi nhà luôn đi. Giỡn chơi thôi, làm gì dữ vậy? Ông ấy thì cứ nhờ người khác chứ làm gì dữ. Rồi ok, tôi sẽ xông đất được không? Alo. Hả? Thiệt vậy hả? Ghê vậy. Có gì đâu, măng hay măng. Rồi. Hứa một lời là một lời. Rồi. Ai gọi vậy? Nếu mình xông đất nhà bà Tám theo cái giờ bà kêu thì nó sẽ trễ. Vậy đâu có được. Mà không nhận lời bà Tám thì cũng không được. Mắc công bà hiểu lầm là do tranh cãi, rồi mình không thích bà. Tía. Ai gọi vậy? Bà Tám Điệu. Ủa bác Tám gọi có chuyện gì không tía? Gọi nhờ tía ngày mơi qua sông đất nhà bả giùm. Nói nghe nè, ngày mơi á là bà Tám Điệu phải nhờ tôi qua sông đất, nhưng mà tôi thấy điền mình nó buồn quá. Bây giờ bà nhận lời tôi nha, đi với tôi không? Ok. Nhớ nè. Yeah. Không từ chối nha. Không từ chối. Quéo. Quéo. Tụi bay làm trứng nha. Ê, cô cũng quéo làm trứng nè. À nè, vợ khỏi cắn đi, chồng cắn sẵn hết rồi nè. Phúc. Cảm ơn chồng. Phúc. Dạ tía. Tía, mang cái sầu riêng này quăng qua nhà ra Sáu Bảnh cho tao. Trời ơi, thôi tía, kỳ lắm. Tự nhiên đem qua nhà bác Sáu. Thôi con đem ra ngoài sông, con quăng dưới sông nha tía. Ngại lắm. Chú Năm, để cho con. Con làm cho. Bỏ tay luôn. Có gì đâu mà ngại. Coi như là mình trả lại cho người ta thôi. Không nhận là trả lại. Kỳ. Bộ chuyện gì vậy tía? Cái gì? Tía nè, nghe tía dặn nè. Dạ. Ngày mai á là sáng sớm là không có được đứa nào ra khỏi nhà mình hết, nghe chưa? Ủa sao vậy tía? Sao tía? Chưa có người xông đất cho nên tụi con không được ra khỏi nhà. Vậy năm nay ai xông đất mình tía? Cô Thu. Năm nay cô Thu xông đất. Dì Thu hả? Ủa vậy chứ cái vụ mấy trái sầu riêng đó tía không có giận dì Thu hả? Giận gì giận, dì Thu bả cũng là bị nạn nhân thôi. Bả do gần cha nội Sáu kia ép người ta làm vậy chứ có gì đâu. Ủa mà tía, bác Sáu với tía không có hợp. Rồi tía nhờ dì Thu trong đất nhà mình vậy, bác Sáu cho dì Thu đi không tía? Mắc mớ không cho. Ông lấy quyền gì, ông phải chồng người ta đâu, không cho. Với lại nè, dì Thu á là hợp tuổi với lại tía, thấy không? Năm nay đó bả mà xong đất một cái là trời ơi, mình làm ăn nó phất lên cho coi. Nè. Dạ. Dạ. Ngay vợ chồng con nữa nghe chưa? Sáng mai á là không đi đâu hết, chờ trưa trưa đi rồi hãy đi. Sao rồi tía? Có về bển cũng vậy, sao gì? Đầu năm đầu tháng vợ mày bầu bì vậy, mang cái bầu về bên nhà bên đó, xui nhà xui cửa làm sao? Ủa, đâu mắc gì đâu mà xui tía. Cái đó là nhà của con mà, chứ đâu phải con đi tới nhà người ta đâu. Nhà của con là nhà của con, nhưng mà cái cử kiên là phải cử kiên. Trời, kiên cử gì tùm lum hết trơn. Kỳ này cho cả nhà dính chùm luôn. Ai ra vô cũng sẽ đạp trúng cho coi, không thì cho sầu cả năm cho tởn. Chú Năm. Trời. Con đã hoàn thành nhiệm vụ. Xong hả? Ừ. Coi giờ mình tính về nha. Ngày mai á, sáng dậy tất cả mặc đồ cho đẹp, đi chùa, sau đó đi chúc Tết cho bà con dòng họ, nghe chưa? Thôi con không đi đâu nha. Con không thích đi chùa mà con cũng không thích đi chúc Tết ai hết trơn á. Thấy chưa, tâm tính vậy chùa nào chưa tía. Ê nè, tâm tính gì hả? Ai biết. Đi chùa ở đây á là để làm gì? Lên đó thắp nhang cầu nguyện cho gia đình mình, thấy không? Một năm mới được an lành, được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui, thấy không? Còn bà con á là mình phải đi chúc Tết bà con dòng họ mình là có là giống như cái phong tục rồi, đầu năm đầu tháng là phải đi chúc Tết cho bà con, hiểu chưa? À chào con. Dạ con chào bác Năm. Ừ. Em chào mấy anh chị. Dạ con qua rủ anh Khang đi coi bắn pháo bông. Dạ mấy người trong xóm mình đang đi coi rần rần vui lắm bác Năm. Vậy hả? Dạ. Được á, đi coi bắn pháo bông kìa mày. Thôi tía ơi, bắn pháo bông đông người lắm, chen lấn mệt mỏi, còn không đi đâu. Anh Khang, pháo bông á, bắn một năm có một lần à, không đi bỏ uổng lắm. Đi đi. Thôi con không đi, con đã nói con không đi rồi mà, tía đừng có ép con. Tao già tao lớn rồi chứ thực ra tao cũng mê lắm á, nhưng mà tía đi đi. Thôi tao nói kỳ lắm, mày đi với đi đi. Thằng này nó lì ghê á. Đêm giao thừa con muốn ở nhà chung với mọi người thôi, không có đi đâu hết tía. Anh Khang, em cất công qua đây rủ anh vậy rồi mà anh cũng không nể tình em đi nữa. Không, không đi đâu. Nói với tía rồi, phải ở nhà với tía. Dạ vậy thôi, thưa bác Năm con về, thưa mọi người con về. Nè Kiều, Kiều. Đó, chú cứ vậy không mà chừng nào chú có vợ. Phụ nữ vậy sao hấp dẫn tôi được. Mới 30 Tết thôi mà mặc áo kim sa hộp lụ hộp không. Ê mày, mày nói vậy đụng chạm nha mày. Tự hiểu đi. Này nó có cái kiểu thích lạ đó. Nó khoái vợ nó, bạn gái nó phải có tướng đàn ông chút xíu nó mới thích là sao. Tía này men á, tướng phải men á. Rồi, lẹ lên tụi con, lẹ lên. Dạ, xong rồi. Dạ, xong rồi nè má. Năm nay nhà mình ai đứa nào cũng đẹp hết trơn á trội á. Dạ. Nè, nghe má dặn nè nha. Tết nhất rồi, phải tươi cười lên. Nhất là cái đêm giao thừa nè. Đó, phải cười tươi lên. Đó, có những cái gì bớt mình phải giấu vào, đừng có xì ra nha. Nhớ là Tết rồi, phải cười tươi lên cho may mắn cả năm luôn à. Nói vậy nguyên đêm con cười vậy luôn hả má? Cười tự nhiên đi, mày làm gì mày nhăn răng lên vậy à? Ai biết đâu. Nội. Ừ sao con? Nội, nếu là Tết mình không vui thì cả năm mình không may mắn hơn. Đúng rồi con, đúng rồi. Thôi bây giờ á, má có mua nhang rồi, tới giờ chưa? Dạ, còn 5 phút nữa tới đó má. 5 phút cũng được rồi, bây giờ mình ra mình đốt nhang cho may mắn đi con. Dạ. Lẹ lên. Đốt nhang đi. Gì đâu. Thì kia kìa. Vậy. Gì vậy? Ủa sao cả nhà mặc màu đỏ, có mình con mặc màu này vậy? Mặc đồ đỏ đã chứng tỏ chúng ta là một gia đình, hai vợ chồng với đứa con. Bậy. Giỡn chơi thôi. Bậy rồi nha. Đây là đầu năm đầu tháng không có giỡn chơi, có huông chết luôn hả? Sao mọi người mặc màu đỏ mà không có nói với con, không có xì nhang trước gì hết? Bình thường tía mày có mặc đâu, tại bả sắm đó. Con thấy đẹp không? Tía, tụi này tía bảnh thiệt đó. Thấy chưa? Ê, tía tên gì? Sáu Bảnh. Đó, người ta một bảnh thôi là chết lên chết xuống đầu, tía mày tới 6 bảnh lần. Nè, tía nói cho mày biết, nói cho dì Thu mày biết luôn. Ngày xưa tía mày bảnh là nhất cái làng này. Tao đi đâu là gái theo tao rần rần. Wow. Ghê ha. Ghê không? Bây giờ vậy nè cô Thu với tôi qua sông đất bên nhà bà Tám đi. Ủa mà con nhớ là bác Tám mời của mình bác Sáu à? Giờ thêm dì Thu nữa, bác Tám có chịu không? Là sao? Khó chịu không? Có bị khó chịu không khi mà dẫn thêm người á? Ui, đâu có sao đâu. Bà ý là nó nói là bà Tám mời có mình tôi mà sao tôi dẫn cô đi. Không có sao hết. Thì cứ tới nhà bà Tám đó, tôi vô nhà tôi xong đất, cô đứng ngoài đường cô chờ. Cái tôi xong đất xong rồi tôi ra tôi dẫn cô về. Gì kỳ vậy? Thì thôi, không đi, ở nhà. Không, cô phải đi với tôi. Không. Tôi nói cô nghe nè. Bây giờ tôi chỉ xong đất bên nhà bà Tám đó. Rồi xong xuôi á, lát hồi về tới nhà mình nè. Đó, cái tôi đứng ở ngoài đường. Cái cô vô, cô xong đất nhà tôi. Đó. Cái tục lệ ở đây là vậy. Chứ còn tôi vô á, là tự chủ nhà xong đất. Nó không có hay bằng người khác. Thôi đi, cái gì mà kỳ cục quá. Tự nhiên đầu năm đầu tháng à, dẫn tôi ra ngoài đường rồi bắt tôi đứng ở đó. Rồi hả, anh đi vô làm gì tôi không biết. Rồi lát anh dẫn tôi về. Rồi anh lại là biểu tôi vô trước, còn anh đứng ngoài đường. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Người ta thường nói hả, đầu năm là sao thì cuối năm là như vậy. Đầu năm tự nhiên bắt tôi đứng ở ngoài đường, rồi cuối năm tôi đứng đường hả? Chứ còn gì nữa. Không được. Cái đứng đường là nghĩa nặng lắm. Tức là Giải thích sao đi? Thôi mày đừng có giải thích nữa. Nói chung là không có cái gì đâu. Cô sống lúc nào cô cũng tây lắm mà. Sao giờ cô tự nhiên cô dị đoan vậy? Cứ đi với tôi đi. Không đi. Dì ơi, chị cứ đi với tía con đi. Chị biết sao không? Có những người giống như là vừa giao thừa cúng xong là người ta đi liền, ra khỏi nhà đi chùa. Không lẽ vậy là nguyên một năm cái người ta ở ngoài đường hay sao? Đi thì đi. Nhưng mà hả, là vì tụi nhỏ tôi mới đi đó nha. Vì ai cũng được, cứ mùng một mình vui vẻ mình đi. Dạ đi. Nhưng mà không có cười vậy thì suốt từ đây tới đó người ta kêu bà khùng đó. Biết rồi. Cười về nguyên năm, cười vậy luôn đó. Tía đi nha. Dạ. Thấy cưng quá ha. Ê, trời đất quỷ thần ơi. Ai đầu năm đầu tháng mà quăng quăng cái sầu riêng ở đây vậy? Biết luôn rồi. Khốn nạn thiệt chứ. Ai mà khốn nạn? Cha Năm Tỏn. Trời đất ơi, trái sầu riêng này chắc là ý của ổng muốn tặng cho ông, mà ông ngại ông để trước nhà thôi. Có gì đâu mà chửi người ta khốn nạn. Tặng cái gì mà tặng? Tôi hỏi bà nè, đầu năm là tôi kiêng kỵ gai góc nè. Đây là nó trù cho tôi là cả năm là sầu riêng nè. Trời ơi, thôi đi anh ơi, anh mê tín dị đoan quá. Có gì đâu mà cả năm mà sầu riêng. Bây giờ ý anh không thích thì thôi, tôi với anh sầu chung được không? Đó, thấy chưa, dạ? thấy chưa, ta nói không sai mà. Quay mặt vô trong, quay mặt vô trong. Ủa cái gì vậy bác Sáu? Có chuyện gì vậy tía? Không biết, ông kêu quay mặt vô trong thì quay mặt vô trong đi. Khỏe, cảm ơn vậy. Dạ, mời anh dùng trà. Dạ, anh dùng mứt cho thơm miệng nghe anh Sáu nha. Vậy cũng mời cô dùng đi, giờ dùng cho nó thơm miệng. Nhà tôi mà, anh khách sáo chi vậy anh Sáu? Tôi cái tính tôi vậy đó, hay cà khịa vậy đó mà. Thôi tôi nói cô nghe. Bữa nay nhân dịp năm mới, ủa mấy đứa nhỏ đâu hết rồi? Con Xuân, hồi khuya đó nó phụ tôi cúng giao thừa, khuya quá nó ngủ trễ. Rồi cái có bạo bì nữa mà. Rồi sáng sớm nay tôi kêu thằng Lộc đừng có đánh thức nó để nó ngủ. Trời, cô tốt quá. Trời ơi, con Xuân mình nó lọt vô cái ổ này tôi thấy mừng dữ lắm à. Dạ. Chỉ mong là cô luôn luôn đối xử với con Xuân tốt như vậy là tôi mừng rồi. Trời ơi, anh làm như tôi là má ăn cám vậy à? Đó là con dâu của tôi phải thương nó chứ anh sao? Cảm ơn cô. Dạ. Thôi thì nhân dịp năm mới, dạ, tôi qua đây cũng không có gì. Trước là xong đất, dạ, sau là chúc cho cô lúc nào cũng như con trâu vậy. Đầu năm đó nghe anh Sáu. Anh là người xong đất nhà tôi đầu tiên đó nghe anh Sáu. Ủa có gì đâu, thì tôi là người xông đất đầu tiên. Dạ. Thì năm nay năm con trâu mà. Tôi chúc cô khỏe như con trâu, ha không? Mạnh mẽ khỏe như trâu. Đó. Tôi quên. Cảm ơn anh. Với lại chúc cô là được trẻ trung. Đó. Dạ. Rồi buôn mai bán đất làm ăn phát tài. Đó. Rồi chúc cô nữa nè. Đó. Mình càng lớn tuổi, mình càng nhẹ nhàng trở lại. Đó. Bớt chửi bới đi này nọ, đặng cho tôi với hàng xóm được yên. Dạ, cảm ơn anh Sáu. Dạ, cũng cảm ơn lời chúc Tết của anh. Dạ, tôi thì tôi cũng có vài lời để dàn son ý ngọc để gửi gắm đến anh. Dạ, chúc anh năm mới thì luôn luôn lúc nào sức khỏe cũng khỏe re. Dạ. Dịch vật anh. Luôn bác. Tết rồi mình đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa, tích cực vui vẻ. Dạ. Anh Nam. Ăn đi. Trời ơi. Trời ơi. Cả một vùng trời. Trời ơi nó đỏ rực lên. Tưởng không qua, ai về cũng qua chứ. Chờ sáng giờ đó. Đã hứa qua thì phải qua chứ. Qua để chúc Tết, rồi qua để kiếm tiền lì xì nữa chứ. Trời, nói thiệt nha, năm nay mà nhà của Năm mà được Thu như vậy á, nguyên một cái áo đỏ như vậy á, là năm nay á bảo đảm trời ơi Năm sẽ đỏ rực cả năm luôn. Còn có mặt màu đỏ kìa. Thì đó. Chúc đi về, chúc đi. Chúc ha. Năm mới Thu xin chúc cho Tỏn một năm vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, được các con yêu thương hiếu thảo, thuận hòa trên và dưới, và lúc nào cũng có một niềm vui, một niềm may mắn mãi mãi trên gương mặt của mình. Thiếu, còn thiếu. Không, sức khỏe, Rồi con cái hiếu thảo, sự nghiệp là đủ rồi. Cái đó đủ một phần thôi, thiếu một phần quan trọng. Trên đời này sống không có tình yêu làm sao sống nổi. À, ok. Vậy thì Thu xin chúc Tỏn nè, là năm mới sẽ gặp được một Ý Trung Nhân, rồi cùng Ý Trung Nhân đi suốt cả cuộc đời còn lại. Ok. Cảm ơn nha. Cảm ơn Ý Trung Nhân của tôi nhiều lắm. Chúc cho Trung Nhân của tôi lúc nào cũng trẻ, đẹp, khỏe, khoắn và yêu đời như thế này. Sống hoài hoài mãi mãi luôn. Cảm ơn nhiều. Đây, lì xì lấy hên. Lì xì cho Ý Trung Nhân nha. Lộc thôi hả? Thank you. Cảm ơn bác Sáu. Chúc tình cảm tụi bay thăng hoa. Vậy thôi. Cũng dạ. Vậy nữa. Con mong nó cũng thành hiện thực. Hay á. Thôi chuẩn bị đi chùa. Dạ. Ui còn con mẹ Thu á, giờ này chưa về. Thôi kệ đó, để bà ở ngoài cho rồi. Tới luôn trụ. Tôi về rồi. Dì Thu. Nữa kìa bác Sáu. Bà vẫn không hết cười hả? Trời ơi, không hết cười là bởi vì qua nhà anh Năm Tỏn vui ơi là vui vậy đó. Nói chuyện rất là thoải mái, không có gì móc câu trong cái họng. Vui lắm hả? Vui. Ủa ăn đi qua chúc Tết xong xong đất xong xuôi đi về cho người ta dọn dẹp. Chứ đâu có ngồi mà mòn ghế mà ăn hết của người ta mới về. Trời ơi, tại vì ở bển rất là vui. Không khí rất là thích. Giống như là không khí Tết của gia đình tôi vậy đó. Qua bển luôn đi. Nè, vui vẻ không quạo nha, đầu năm đầu tháng nha, cười nha. Thôi bà thích cười để bà cười ở nhà mình đi, mình đi chùa. Ê, cho gì đi chung với tía. Thôi bà đi bà cười kiểu này thôi, mắc công cả năm cả cái xóm này nó cười theo chết luôn. Chứ Thu đi với tôi không cười nữa. Tía vui vẻ không quạo. Năm mới, vui. Đi thì đi. Đi gì? Trồng rắn lên mây có cái cây nhích nhích, có bà chủ ở nhà không? Lì xì bà chủ ơi. Chúc Tết bà nội đi con. Con chúc nội năm mới nhiều sức khỏe, già luôn vui vẻ, dạ trẻ mãi không già. Hay quá. Hay quá. Nội lì xì cháo cưng của nội nè. Dạ. Không miếng rồi nè. Giỏi quá à. Rồi đứng đây giờ con chúc má nha. Dạ con chúc má năm mới sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Giỏi quá. Má lì xì con bao lì xì đỏ nè. Dạ con cảm ơn má nha. Tới anh. Dạ thưa má, má đã sinh con ra, má đặt con tên gì? Má đặt con tên là Tấn Lộc. Thì con phải chúc má tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, đừng tấn vô sản. Và đặc biệt nha, con chúc má năm mới sẽ mở thêm nhiều chi nhánh cà phê nữa, mở rộng hết nguyên cái khu vực này luôn. Và đặc biệt thêm một điều nữa, đừng có nhẹ dạ cả tin người khác. Bay sao kỳ quá. Nè, lì xì cái bao đỏ lấy hên trước đi rồi nói nè. Cảm ơn má. Đừng có sấy vô cái nỗi đau của má hoài nha. Cái điểm yếu của má đó. Năm nay ăn Tết là vui lắm đó, tại vì có con Xuân nè, ăn Tết vui lắm đó. Dạ. Má chúc cho hai đứa con á là hạnh phúc nè nha, yêu thương nhau nè, công việc suôn sẻ nè, làm ăn có tiền để nuôi cục vàng của má đó. Con cảm ơn má. Rồi, thôi bây giờ á mình chuẩn bị xuất hành đi chùa hái lộc đầu năm. Má có coi thầy rồi, thầy nói là mình xuất hành theo hướng Tây. Hướng Tây? Hướng Tây. Ủa con nhớ hướng Tây nhà mình là mé sông mà má. Ủa vậy hả? Vậy thì mình đi hướng Đông. Trời má, hướng Đông hàng rào nhà người ta. Trời đầu năm đầu tháng leo hàng rào nhà người ta chửi chết luôn á, chửi banh xác luôn á. Vậy chứ sao giờ? Bắt buộc phải xuất hành một trong hai hướng đó rồi sao? Thôi bây giờ mình chèo xuồng mình đi nữa, xong cái mình quay đầu trở lại thì coi như mình đi hướng Tây rồi. Trời ơi, được đó hả? Vậy được sao? Không được. Giờ mình đi ha. Đi con ơi. Đi con. Dạ. Đi. Để bắt nhịp danh hát nha. 2, 3. Xuân ơi xuân đã về. Đang hát cái im ru vậy bay. Dạ. Trời ơi. Mặc đồ như trên sao Quả xuống gì mà núp. Rồi ra đi. Nói là đi qua nhà bạn hả? Đi qua nhà bạn, bạn mới chuyển giới hả? Năm Tỏn. Nè, con trai già. Bạn không bạn ha, cái gì của quyền của người ta. Ta đi với ai người ta đi. Mấp mé nó sốc, nó mẹ người ta làm gì hả? Ông biết cái gì mà móc mẹ hả? Hồi nãy giờ đi chùa thì đi chung, tới hồi bà tách đi ra bà cũng phải nói với người ta một tiếng chứ. Tại mà bả dân xứ này đâu có nói. Còn đi với cái ngữ này là tôi không có ưa rồi. Ngữ nào? Thứ gì đâu mà vô trong chùa đồ này nọ, ăn cắp ăn trộm đồ ở trong chùa. Ông nói ai á? Ta nói mày á. Tại tôi ăn trộm ăn cắp cái gì? Nè, cái chùa người ta ha, là chùa người ta để lộc cho bá tánh, thấy không? Ai muốn vô xin thì xin. Chứ tôi lấy hồi nào ông nói ăn trộm ăn cắp rồi hả? Không phải ăn trộm mà mày ăn cướp luôn. Cướp gì? Đây chùa người ta treo ở trên, mấy thầy treo ở trên cây là để cho người hái cả để lấy lộc đầu năm. Mày bẻ luôn cái cây người ta. Bẻ hồi nào mà bẻ? Nè, cúng dường cho chùa thì không cúng được bao nhiêu, mà lộc trên chùa bao nhiêu cũng quơ về. Tết nhất tôi có làm tôi xin lộc, rồi ra Tết tôi đi tôi cúng dường cũng được gì. Mà ông thọt nói mày khỏi cần dạy tao. Xin lỗi mày á. Lỗi gì? Cái chuyện của em nó ăn non, nó ngày ăn non tối ngày nó đi rình tôi mà. Vô chùa cũng rình nữa là sao? Thôi nó không có muốn rình. Còn bà nghe, tôi nói cho bà nghe nha, tôi không muốn là đầu năm bà đi theo cái quân ăn cắp ăn cướp này rồi đi về nhà. Cái đó về là mang nghiệp đó. Oh my god, làm cái gì mà chửi tôi như vậy? Chửi tôi giống như là con ông là sao chứ? Vừa phải thôi. Nè, tôi không có chửi bà mà sẵn này tôi nói cho bà nghe luôn. Nếu bà làm như vậy bà dọn nhà qua bên bển bà ở luôn đi. Khỏi cần mày. Nè, cái gì qua nhà anh, cửa nhà rộng mở, cơm một ngày 10 buổi, tắm rửa 6-70 lần, khỏi lo. Nếu ở nhà nó chi, không có miếng mà ăn. Tía, thôi mình đi về. Bây giờ mình kiếm được dì Thu rồi, mình đi về thôi. Dạ. Ăn cơm mà 1 ngày 10 bữa, tắm 1 ngày mà 6-70 lần, bộ tôi là heo hả? No. Gì? Ok. Xin lỗi nha, không phải là tôi sợ gì anh Sáu hết á, mà tôi sợ đầu năm đầu tháng bị đuổi ra, coi như là suốt năm tôi lang thang ngoài đường phố. Thôi bye bye anh nha. Ê Sáu Bảnh, để tôi nha. Quỷ già mất dịch, đầu năm đầu tháng phá đám. Đang tình cảm đầu năm suôn sẻ, gặp nó năm nay chắc nguyên 1 năm không có gặp gái nào được luôn. Alo, Tía nghe nè. Dạ, Tía về đi chúc Tết nha Tía. Về đi chúc Tết thôi. Dạ. Rồi, Tía về liền, Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, sao mấy đứa này giờ này mà nó còn chưa về tới nữa trời. Để cho ông bà già chờ như hai con khỉ già vậy trời. Chắc chút nữa nó về tới chứ gì. Tía ơi, Tía ơi, tụi nó về rồi kìa. Trời ơi. Dạ má. Tía, má con mới về. Trời ơi. Gì? Bữa nay Tía với má mặc áo cặp luôn. Vậy Tết nhất nó mới vui. Dạ, chào anh Xui. Chào chị Xui. Dạ, mời Xui ngồi. Dạ, chào. Dạ. Cái gì nữa vậy? Không có ai lấy đâu anh ơi. Cái này giờ đem ra ngoài để, quên. Dạ. Thiệt tình. Rồi con, ngồi đi cho nó vui vẻ. Năm mới ha. Năm mới vui vẻ. Rồi mọi người nói chuyện vui vẻ đi ha. Đi xuống dọn đồ ăn con. Dạ. Đi xuống dọn đồ ăn. Năm mới chúc anh chị coi như là suôn sẻ hết ha, rồi sức khỏe dồi dào, rồi bình an ha, ăn nên làm ra. Cảm ơn nha. Hôm nay bước sang năm mới cũng chúc anh có mình coi như bây giờ là hy vọng là năm nay anh có được một người bạn bạn đời để mà hữu hỷ. Nói nghe trong phụ dọn nữa Tía. Vậy dọn con, nói nghe nè, sáng giờ có ai chúc anh mọc tóc chưa? Chứ tôi được chúc quá trời rồi đó. Vậy hả? Vậy bây giờ anh chúc tôi đi để năm nay tôi được mọc. Chúc anh năm nay mọc thêm mớ nghe. Râu á, chứ tóc là không mọc nữa rồi. Nói chơi chứ tôi với anh mà tóc đầu mà mọc. Uống trà. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, con mời Tía. Hết sảy luôn nè. Cảnh nè. Bay xa luôn nè. Đó. Cải chua nè. Vịt hay ngỗng? Vịt. Vịt quay. Bay xa luôn. Cảnh là bay xa luôn. Dạ mời anh Dũng. Mời. Tự nhiên nha, tự nhiên. Cái gì vậy? Bộ anh chê đồ ăn ở trong gia đình tôi sao? Mấy cái món này là mấy cái món truyền thống ở trong gia đình của tôi. Tết năm nào cũng ăn hết trơn ở trọi đó. Dạ thưa tía, không phải vậy đâu tía. Tại thường đầu năm á, Tết tía con kỳ ăn mấy cái món này lắm. Ăn bánh tét vô á, tía con nói là công chuyện nó bể tè lẹ tét lét luôn á tía. Dạ đúng rồi. Còn tí nói là cái dưa cải này á, ăn vô là nguyên một năm sẽ cãi lộn hoài luôn. Còn dịch thì sợ ăn vô mất dịch mất gió nên tí có không có ăn. Đó. Xui. Anh xui. Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà anh còn tin dị đoan dữ vậy anh xui? Trời ơi, đầu năm mà chị. Tôi thì tôi cử ba cái chuyện này lắm. Mà vậy nè, tôi nói anh nghe không? Sáng nè, mới sáng sớm á, đi qua nhà sáu kế bên nhà, vô chúc Tết vợ chồng nó. Nó mời tôi ăn gì chị biết không? Gì anh? Bao tử hầm tiêu. Trời ơi, cái món đó ngon. Trời, cái món đó ngon. Ngon cái gì? Cái món đó ngon lắm, tôi khoái lắm mà. Trời, bao tử hầm tiêu này hang. Nó còn bỏ vô mới mùng tơi để nhúng vô chấm á. Mùng tơi mà nhúng vô chấm hang. Đúng rồi anh, cái món đó là phải như vậy. Trời đất chị ơi. Nè, tiêu, đầu năm mà tiêu, hầm tiêu. Mùng tơi nè. Chưa, tôi quạo quá, tôi đứng tôi về. Cái nó anh, con dâu anh gần xanh phải không? Tè, tôi gửi cho ông mới tả. Trời ơi, đúng ý, đỡ mua anh. Con nít là nó xài tả hao dữ lắm. Trời ơi, anh chị không hiểu luôn hả? Sao anh? Không. Mùng tơi, thấy không? Mùng tơi tả, tiêu nè, tơi tả. Trời đất ơi. Đầu năm mà tiêu tơi tả. Tôi cuốn giò tôi chạy kịp á. Chứ không là thấy vợ nó nhá trong tủ ra. Nguyên cái hũ hột điều nữa là xong luôn á. Trời ơi, cái gì nữa? Anh biết không, mấy ông nhậu khoái lắm luôn á. Đầu năm mà vậy mà đã hả trời? Trời ơi, cái anh này thánh thần. Anh xui, ảnh mê tín dữ vậy trời. Không phải đầu năm không được vậy chị ơi. Vậy hả? Anh cử kia ngày mùng 1 thôi hả? Mùng 1 thôi chị ơi. Thôi bây giờ anh thử mấy cái món này coi. Khổ qua được nè anh. Khổ qua ngon nha. Khổ qua hết. Cái này cũng có cái khổ trong. Qua thì không biết á, nhưng đầu tiên là khổ rồi. Thấy khổ rồi thôi không ăn. Thôi giờ vậy nè. Trời ơi, không lẽ anh qua mà tụi tôi ăn anh ngồi dòm miệng kìa. Không ai ở nhà tôi bây giờ còn cái món heo rừng xào xả ớt được. Ai qua bài này. Thấy ông vui dữ rồi, ngon ha. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về. Trời ơi, chán thiệt á. Tết nhất không biết làm gì, không biết đi đâu bây giờ. Đúng là không có tiền là không làm được gì hết trơn. Không lẽ suốt ngày Tết mà mình cứ nằm ở nhà vậy hoài hả ta? Trời ơi. Rồi xong, chùa chiền xong rồi. Tôi nói với anh rồi, là tại vì tôi biết anh với Năm Tỏn không có ưa nhau, cho nên tôi mới nói như vậy, chứ đâu phải là nói xạo gì đâu. Biết tôi không ưa mà làm. Bây giờ nè, tôi nói cô nghe, nó không phải là kể nghe. Cô ăn nhà tôi nè, cô ở nhà tôi nè, cô quậy nhà tôi nè, cô phá nhà tôi nè. Bây giờ cô chọc tức tôi nữa là sao? Tại vì á, anh với Năm Tỏn không có ưa nhau, rồi anh cứ nghĩ Năm Tỏn ghét anh. Chứ thực ra là không có ai ghét anh hết á, toàn là anh ghét người ta không hà. Nên anh nghĩ người ta không ưa anh. Mà tôi thấy anh Năm Tỏn hiền lành dễ thương thì tôi quen vậy thôi, có gì đâu. Ôi anh Sáu ơi. Ơi có nhà phải không? Năm mới vui vẻ rồi các bạn. Chào các bạn. Chào ơi, tại Lộc nghe anh Xui. Ngồi đi. Chào con. Dạ, vui quá. Qua đây con, qua đây. Qua chúc chú ngoại nè, vô chú ông ngoại đi con. Chúc ông ngoại đi con. Con chúc ông ngoại năm mới nhiều sức khỏe, sẽ mãi không già. Giỏi quá. Đây, niềm vui của con. Cảm ơn ngoại đi con. Dạ, con cảm ơn ông ngoại. Giỏi. Cháu nội tôi đó à. Ê, tới mình á. Dạ, tới hai vợ chồng con. Tết cho anh chị. Em chúc đi, chúc trước đi. Em chúc nha. Dạ năm mới con chúc tía thiệt là nhiều sức khỏe. Và lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng gặp nhiều may mắn. Chúc tía sống lâu trăm tuổi. Rồi đi rồi, tới anh. Anh chúc đi. Ý, trời ơi, mày làm gì vậy? Lại hả? Không có, cái này là thể hiện lòng tôn kính. Dạ con chúc tía năm mới nhiều sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Trời ơi, trời ơi, đầu năm đầu tháng làm cái gì nản vậy? Dạ dạ dạ, con chúc xong rồi, tới người khác chúc đi, hồi chúc bảy nữa vợ. Đây, lì xì của hai đứa đây. Dạ, con cảm ơn tía. Phần em đâu, phần em đâu? Mày có rồi. Nam nè. Ủa em cũng có nữa hả? Dạ em cảm ơn. Nha, cậu Nam. Dạ, ơi, em chúc anh chị có thêm nhiều em bé nữa nha. Rồi bây giờ tới tôi. Tôi cũng chúc anh năm mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, công việc làm ăn thì vô tỷ tỷ rồi đó nghe. Còn tôi nữa chứ, tôi nữa à? Anh lì xì hả? Để tôi lì xì ổng chứ. Cái lọc đầu năm thôi. Còn tôi nữa nha. Tôi xin chúc cho anh Xui là sức khỏe dồi dào, coi như là con cháu đề quê, sống lâu trăm tuổi. Dạ hết rồi. Dạ thôi mình chúc xong rồi, bây giờ tới vấn đề quan trọng nè, cờ bạc sát phạt. Thôi được đó. Cái gì vậy? Dạ dạ không, ý con là chơi lô tô cho vui nhà vui cửa. Đúng rồi, đúng rồi tía. Tết mà, tết mà tía. Lô tô ai kêu? Má mày kêu hả? Năm nay còn bây giờ tôi nói nghe nè, bây giờ bà cũng hết hơi rồi. Cô Thu á chưa bao giờ á chơi cái Tết ở đây đúng không? Dạ đúng rồi đó. Bây giờ bài cái này ra cho bà dễ chơi nè. Chơi bầu cua đi. Đúng rồi, bầu cua đi. Lấy bầu cua đi. Út vô lấy đi Út. Rồi, có đổi tiền lẻ rồi nè. Rồi đó hả con? Chơi 1.000, 2.000 thôi ha. Rồi. Bầu cua đây. Ai làm cái? Tía làm cái hay tía? Để tía làm cái. Dạ. Công nhận nha, anh Sáu cũng máu me cờ bạc dữ ha anh Sáu. Không có đâu chị. Ở nhà có mấy cha con thì bày ra cái này cho nó vui á mà. Rồi đặt đi. Dạ đặt đây 2.000 bầu nè. Từ 2.000 cua. Cho em 2.000 nữa. Còn em 2.000 con cá luôn. Thôi tiếc cái gì bay ơi. Nhìn tiếc cái gì. Giờ người ta đã có bồ có chồng Việt kiều rồi, tiếc làm chi. Bữa nay mùng 1 Tết đó hả? Trời đất ơi, gì đâu mà Tết với quê chán dữ vậy nè. Cái xứ gì mà không có một cái gì để giải trí hết trơn á. Con mặc cái đầm đẹp, con đi ra rồi đi vô, cái đi ra đi vô, rồi uống trà, không ai ngắm con luôn. Chán chứ gì? Chán thì đừng ở quê nữa. Bà bắt xe đò bà về Mỹ đi. Em khùng hả? Về Mỹ mà bắt xe đò? Em làm như là chị không muốn về vậy đó. Chị đâu có muốn ở cái nơi khỉ ho cò gái này. Tại vì á chưa xong việc thôi, chứ tôi mà xong việc á tôi cũng đã về rồi. Tôi chưa có xong mục đích của tôi. Cái gì? Xả stress cũng là một mục đích của chị, đúng không? Chị lên Sài Gòn á, mấy đứa bạn của chị nó cứ hỏi rồi tình yêu của chị sao. Em thấy chị mệt không? Chị mệt mỏi lắm, mệt mỏi đầu óc lắm. Chị phải ở dưới đây để chị được thoải mái, để relax được cái đầu óc của chị, em hiểu không? Mệt ghê. Những cái mặt của chị á là biết không có thiện lành gì hết rồi. Thôi mệt tụi bay quá tía. Có hai đứa, đứa là cháu, đứa là con, mà dở ơi là dở. Nhìn cái nè Liễu, chú nhìn mày chú thấy mày cũng được, cũng đẹp gái đó, tướng ta cũng ngon lành, đã vậy cũng có cái Việt kiều đồ nữa. Mà sao tự nhiên cái chuyện tình cảm sao nó đáng lý con nha. Với thằng Nam á, hai đứa mới là xứng. Rồi tự nhiên thuốc luôn. Còn này nữa nè, này dở của nó nè. Có gì đâu, có một đứa con gái bình thường thôi mà giữ cũng không được. Rồi dở không? Tía này, con nói cho chú Năm biết nha, cái gì đó mà Thúy Liễu này không có được thì cũng sẽ không ai đạt được đâu. Con nói cho chú biết, con mà ăn không được con cũng phá cho hôi luôn. Trời, bà đang múa chưởng kìa tía thấy không? Những gì Liễu không có được là Liễu sẽ thế chờ. Múa thấy sợ luôn. Cái tâm địa của bà độc ác lắm á tía. Nhìn đi tía. Mày còn 2-3 giây nữa đó. Chờ đi, ngày mai vào mùng 2 nè, tao làm nhang đèn á. Rồi tao làm ba với tiền nhạc bà là tao cúng cho. Chưa. Dạ bác Năm ơi. Đó, Kiều nó qua. Kiều tới rồi kìa. Vô đây con. Dạ con chào bác Năm, em chào chị. Ngồi đi. Dạ bác Năm ơi, năm mới ba má con có gửi ít quà qua biếu bác. Con kính chúc bác với gia đình năm mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, nhiều hỷ sự. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Trời ơi, cho để đó coi, cho bác gửi lời cảm ơn ba má của con. Dạ. Chắc để uống nước đi cưng. Qua Tết đi ha. Rồi có gì bác qua bển đó, bác nói chuyện với lại ba má con. Dạ. Ba má con ở bển cũng trông anh Khang qua chơi lắm. Tại lâu quá rồi không thấy anh Khang qua bển chơi. Tại lu bu quá à, cho nên là bác cũng có nhắc nó để qua bển nè. Sẵn nay nè, nè thấy không? Con với Kiều đi, qua bên nhà của con Kiều. Chúc Tết ba má con Kiều. Đúng rồi. Rồi sau đó ra viên bác tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn. Trời ơi, chúc mừng em nha Kiều. Yeah. Trời ơi, có hỷ sự nha. Hỷ sự chứ hả? Thích quá chú Năm ơi. Anh Khang ơi, vậy mình đi nha anh Khang. Đi đâu? Đi qua nhà bển chúc Tết. Chúc tía. Đi mày ơi. Dạ. Đi. Đập bị gì? Con ghẻ mà. Dạ bác Năm con đi. Đi anh. Happy New Year. Nắm tay cho tình cảm. Dạ. Bác Bảy về nha. Ngày mai nhớ nhắc đứa con qua nhà bác Bảy làm có tiện nhẹ nha. Dạ. Con có được tham gia không? Thích nhất, càng đông càng vui. Dạ. Vậy nghe, bác Bảy về nghe. Dạ. Ôi chồng ơi, thôi mình đi nhanh đi, để tía má em ở dưới đợi nha. Đi chồng. Đi chồng. Nhìn không thấy ngon gì hết trời. Hình như tâm trạng không tốt, nhìn cái gì cũng không thấy ngon hết. Tự nhiên cái cưới gấp người ta. Anh Khang. Gì vậy? Uống rượu luôn hả? Đúng rồi. Em Tết mà, mình uống một vài chung rượu cho nó vui anh. Đây. Ủa sao mà nói là ăn cơm với tía em mà có hai cái chén vậy? Ủa tía em đâu? Chắc là tía em đi chúc Tết trong xóm rồi. Chúc về vợ. Mình cứ ăn uống trước đi. Gì có hai đứa vậy? Dạ. Cái ơi, tía về rồi nè. Trời ơi, đi chúc Tết gì mệt quá. Sao con rể tương lai của tía sang đây mà con lại cho nó uống cái này vậy? Để tía vô lấy chai khác, chai rượu đặc biệt cho con. Dạ. Ủa, có sẵn đây rồi hả? Để tía thử miếng coi. Trời, đồ mạnh dữ hả? Thơm quá. Tía là uống rượu nổi tiếng ở vùng này. Đồ quá sao anh luôn. Chờ tí một chút. Công nhận tía em uống rượu ghê thiệt ha. Làm hai hớp hết hai ly. Đấy rồi nè. Chai này mới là chai đặc biệt nha. Thất xà hội tụ. Tía đã ngâm 10 năm rồi đó. Là 7 con rắn à? Đúng rồi. Mà chỉ có rễ quý thì tía mới chiêu đãi thôi. Uống đi con. Dạ. Con gái của tía cũng một ly luôn. Đã lâu lắm rồi nhà mình mới có một cuộc vui như vậy. Hôm nay không sai không về. Nhớ chưa? Dạ. Vô. Dạ vô. Vô. Cạn ly ha. Đau quá. Dạ, uống hết nha. Dạ. Công nhận rượu mà uống ngọt gì xá xị. Rồi sao tiếng ngái vang lên rồi. Chứ. Kiều ơi. Bác ơi. Thôi không uống nữa, thôi con về nha. Xin phép về sớm nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Dạ, đừng làm mà thể thấm mà. chịu không nổi luôn. Ai à? Mới đây đã hết Tết rồi, nhanh quá. Thì phong tục cổ truyền thì Tết có 3 ngày thôi. Nhưng ông bà mình có câu là ngày xuân đâu phải 3 với 2, khi buồn xuân khứ vui xuân lai. Ngày nào mình vui là ngày đó ngày Tết. Dạ. Bữa nay cô nói hết Tết chứ mà tôi thấy vẫn còn. Đây, áo đỏ, mai vàng, đào hồng. Y như cái bông vậy đó. Ủa, nói vậy chứ chừng nào cái xưởng tụi con khai trương lại? Dạ ngày mai đó tía. Dạ. Mai là khai trương rồi hả? Dạ. Tía, có gì tía phụ tụi con cúng như mọi năm đúng không? Cái chuyện mà điều tra coi thử là ai phá giá cái lục bình á. Dạ. Bị mắc mấy ngày Tết cho nên là phải ngưng lợi. Bây giờ Tết xong rồi mình bắt đầu tiếp tục điều tra. Dạ. Để coi thử coi thủ phạm là ai. Dạ đúng. Cho tôi tham gia với nha. Thôi, đường đi nước bước ở đây cô không có rành. Cô tham gia mắc công nó rối thêm. Không phải, ý tôi nói là cô không có trực tiếp tham gia, nhưng mà khi nào tôi cần á là cô phải giúp tôi một tay, nghe không? Nói như vậy mới nghe lọt lỗ tai đó. Nè, một lát tụi lái buôn nó tới đó, cái đồ này nọ không hà. Đâu có ai làm cái lục bình này. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà ai là người đứng sau lưng cái tụi này mới là quan trọng nè. Bây giờ vậy đi, tía với bác Bảy bây không có tiện ra mặt. Bây giờ con á, con đi theo dõi coi thử ai đứng sau lưng chống lưng cho tụi này. Điều tra thử coi tụi nó là ai. Dạ để con đi liền, con gọi cho thằng Tèo để hỗ trợ con. Tía với bác Bảy về sau nha. Coi kìa, coi cái mặt của hai đứa nó kìa. Một ngày mấy bận với ai chịu nổi. Tôi đã cười với nhau kìa. Có hai hàm răng nó giống như là muốn chạm với nhau vậy đó. Tôi phải cắn cái gì tôi mới ngủ được. Cắn đi, mày cắn đó đi. Cắn đó mày ngủ, không phải ngủ nhà mà lên bệnh viện mày ngủ. Hay quá. Nhìn qua bên đó làm gì? Nhìn qua bên đó làm gì? Người ta có cặp với nhau thì đương nhiên tối ngày người ta phải quấn quýt bên nhau. Ngồi ở đây mà tơ tưởng rồi trách móc rồi tức hận. Đây, bình tĩnh để tí nói cho. Thấy không? Tía đồng ý là con là cái người đó là đàng hoàng. Con yêu ai là con yêu một người. Thấy không? Nhưng mà giờ nè, con có làm gì nữa, con có giận hờn, con oán trách thì tình hình nó cũng không thay đổi gì hết. Con nghe có cái câu hát này hay lắm. Họ nè: tham phú phụ bần, em phụ tình anh. Bài đó hay lắm, tía hát con ghét bài này luôn. Mày ghét cũng được, mày ghét bài nó, mày ghét tao cũng được hết. Người ta đã vậy rồi, người ta phụ mình rồi thôi. Bây giờ chỉ có cách duy nhất á, là con muốn quên được cái đó là con phải cưới một người khác. Đó mới là cách trả thù. Con Kiều á, nó dễ thương con à. Nó chờ con á. Mày cưới nó đi. Tía đừng có ép duyên con mà tía. Để từ từ được không tía? Tình cảm đâu phải là một ngày một bữa đâu. Bây giờ con có chiều theo ý của tía đi. Rồi mai mốt con về con có hạnh phúc không tía? Con không nói chuyện với tía nữa đâu. Thì tôi được những hộ gia đình bên sông giới thiệu là hai anh đây á là người thu mua lục bình. Mà sẵn đây tụi tôi có một cái nguồn á, lục bình rất là lớn, đang cần người thu mua. Hai anh có muốn mua không? Tôi nhớ là hình như tôi có gặp anh một lần rồi. Hình như là lúc trước á, tôi chở anh đi bán cam thì phải. Bộ bây giờ chuyển qua làm kinh doanh hết bán cam rồi hả? Nếu anh đã nói vậy rồi thì tụi tôi cũng thú thật là tụi tôi cũng vô tình trúng mánh cái mối này thôi. Kiếm được cái mối đầu nậu này cũng có giá. Bởi vậy tụi tôi ráng gom lục bình vô để bán kiếm tiền chênh lệch đó mà. Vậy không ấy thì hay anh giới thiệu tụi tôi cho chủ thầu đi. Anh nghĩ sao vậy? Giới thiệu hai anh rồi tụi tôi buôn bán làm sao? Không cần giới thiệu trực tiếp cho tụi tôi đâu. Anh chỉ cần giới thiệu cho tụi tôi thôi. Tại vì anh biết sao không? Cái mớ lục bình này á, tụi tôi cần phải tuồn ra gấp. Chứ để lâu á, tụi tôi lỗ chết luôn á. Mà anh yên tâm, tụi tôi sẽ chiết khấu cho hai anh đàng hoàng. Chiết khấu 10% luôn, được không? Nếu vậy thì 20%. Tại vì tụi tôi cần tuồn cái mớ lục bình này ra gấp nha, 20%. Hay là anh để cho ông anh đây gọi điện. Thôi vậy giờ cho số điện thoại đi. Có gì tôi báo lại cho mấy anh. Anh cho tôi số điện thoại của anh đi. Đây, để tôi nhấn số tôi vô đây. Dạ. Dạ đây, gửi anh. Bạn bè thì bạn bè chứ, nợ phải trả cho người ta chứ. Gọi điện lúc nào cũng khóa máy hết á. Bực mình, gọi cho này mới được. Alo, Hai hả? Mày kêu mấy đứa đi qua nhà Sáu Bảnh đòi tiền cho tao lẹ lên coi. Lẹ lên cái gì mà tụi bay đi đâu từ sáng giờ tao kiếm không có ra vậy? Bực mình hả? Nhanh nha. Đủ rồi. Của anh nè. Cảm ơn anh nha. Có gì cứ gọi tụi anh. Đi. Chủ quán ơi, tính tiền giùm tôi đi. 3 ly cà phê 300 đưa tờ 500 luôn khỏi thối. Trời ơi, gì dữ vậy? Chứ nhiều. Ủa, anh Lộc, anh Tèo, hai anh đi đâu vậy? Đi uống cà phê, không để vô quán cà phê uống nước chanh. Cái mặt chua lè chua lét hả? Tụi tôi á cũng tính đi học đòi buôn cam buôn chanh gì đó, mà đâu có ngờ là chanh bây giờ chuyển sang buôn lục bình ở cái xứ này luôn rồi ha. Bây giờ khai thiệt đi, có phải cô là người đứng sau cái vụ mà xúi giục người ta giả dạng nâng giá lục bình để làm kho xưởng của Út An điêu đứng khó khăn không? Không có, em chỉ làm giúp người khác thôi, với lại làm có tiền, tội gì không làm. Thuận mua thì vừa bán thôi, mà đâu phải chỉ có một mình nhà ông Sáu Bảnh thu mua lục bình không thôi đâu. Mà anh giỏi á, anh muốn bảo vệ gia đình vợ anh thì anh đứng ra bảo vệ đi, hoặc là anh kêu họ tăng giá thu mua lên để cạnh tranh. Tôi nói thiệt với cô nha, mai cho cô tôi là đàn ông tôi mà không phải đàn ông nãy giờ cô chết với tôi rồi đó. Tôi không nghĩ cô tên Chanh thì cô nói chuyện chua lè chua lét thôi chứ tôi không nghĩ là cô nói chuyện mà ngang ngược vậy luôn đó Chanh. Cô nha, cô nhớ nha, làm việc gì á thì cũng phải nghĩ đến cái đạo đức của mình. Chứ một ngày nào đó nha, lúc đó công an mà thấy á, công an hốt cô đừng có trách nha. Tôi làm gì tự nhiên bắt tôi? Hạnh có giỏi á thì kêu công an bắt tôi đi. Trời đất ơi. Cô đừng có lấy tên Chanh, về đổi tên đi, lấy tên cô lên cộng á, đồ ngang ngược. Ngang ngược quá trời. Ê, trả tiền. Tính tiền. Ê, trời. Con có nhìn kỹ chắc chắn là nó không? Dạ chắc chắn 100% luôn, con giáp mặt nó mà. Nếu mà con Chanh mà có nhúng tay trong cái chuyện này á là không yên rồi. Ê, có ai thù ghét gì tụi bay không? Dạ con cũng không biết tía. Ở xưởng á thì bà con công nhân vẫn tỏ ra bình thường, ngoài cái chuyện lần trước họ nghĩ họ được tăng lương cho nên mới bỏ ngang hông như vậy. Ngoài ra thì con thấy họ hòa đồng và làm việc chăm chỉ lắm tía. Xét cho cùng á, họ cũng chỉ là công nhân làm công ăn lương, chân chất thật thà, đâu có thể nào mà dám trên một vố lớn như vậy được. Tía chỉ sợ có ai thù ghét tụi con cho nên mới làm cái chuyện này thôi. Dù gì á, anh cũng không bao giờ có được tình cảm của nhỏ An đâu. Anh đừng có phí thời gian nữa. Được, sẵn đây tôi nói rõ cho cô biết, cho dù An không yêu tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với cô. Tôi thà ở vậy còn hơn là ở với một người không xứng đáng như cô. Anh dám nói là tôi không xứng đáng với anh hả? Anh tưởng anh ngon lắm hả? Nè, tôi nói cho anh biết, tôi mà không có được hạnh phúc, anh cũng đừng hòng có được nha. Con nghĩ ra được cái điều gì hả? Dạ, con nghĩ trong chuyện này chắc có thể là Liễu. Liễu? Dạ, có lần cô ta cảnh cáo con rồi. Lại là tình nữa rồi. Nếu vậy thì Chanh chắc chắn sẽ cấu kết với Liễu. Tại vì Chanh có sẵn sự thù ghét với gia đình mình rồi, cho nên sẵn dịp này hai người họ cấu kết để hại gia đình mình luôn. Chắc luôn rồi bác ơi. Ê, nếu mà con Chanh mà cấu kết với con Liễu ngang là tao không để im cho hai con này đâu ngang. Tao quậy tới bến luôn đó. Dạ sáng nay con xin lỗi mọi người luôn, tại vì cái chuyện tình cảm của con mà ảnh hưởng tới mọi người. Chú đừng có nói như vậy, Không phải do lỗi của chú đâu. Cái này do bản chất của con người thôi. Nếu mà Chanh không kết hợp với Liễu á, cũng tìm người khác kết hợp để hại gia đình mình à. Ê, mà không biết làm sao có cha Năm Tỏn không ta? Tía, chắc là không có đâu. Không chừng con chả nhúng tay vô đây nữa đó. Chứ không tụi nó đâu có dám. Con nghĩ là không phải bác Năm đâu tía. Con cũng nghĩ không phải bác Năm đâu bác Sáu. Không biết tía có đa nghi không, nhưng mà cái linh cảm cho tía thấy là nó vậy á. Nè, từ cha nè ha, tới con nè ha, giờ tới cháu nữa nữa. À. Chị, ông Lộc á, ông phát hiện ra hết rồi. Bây giờ em sợ dữ lắm. Tại vì ông thấy em nói chuyện với mấy người lái buôn giả đó chị. Nhưng mà chắc là họ chỉ thấy em như vậy thôi, họ không có nghĩ gì đâu. Với lại bộ gặp nhau là có liên quan đến chuyện kia hả? Trời ơi, sao mà ổng nghĩ được. Ổng với ông Tèo bạn của ổng nói là sẽ báo công an bắt em nếu mà phát hiện ra em làm gì sai trái mà phá xưởng của con An nữa đó. Sao em bất cẩn quá vậy? Ai mà biết xui như vậy, tự nhiên cái bị ổng bắt gặp à. Giờ sao đây chị?